chính xác là bao nhiêu lần? Khi một người được truyền thiền về Phật giới á, khi mà bắt đầu rơi á, thì cái quan tiêu nó bắt đầu xuất hiện. Mà phải chú ý này nè, khi mà cái quan tiêu mà nó rơi, nó rơi thẳng á, thì mà nó có cái một màu trắng vàng, pha vàng trong đó, mà nó rơi cái chiều thẳng đứng á, thì đó chính là cái quan tiêu của chư Phật trước mình về. Còn nếu mà cái quả tiêu á, mà nó rơi theo cái kiểu mà hơi cuốn hút á, nó cuốn theo cái đất á, thì không đúng, thì nó sẽ đi một vòng cái đất, nó trở lại đây là vòng tập quay trở về chỗ này. Vì thế mà người ta có thể được thưởng một vài lần như này, không vài lần. Có thể là mình muốn biết cái này quả tiêu thật hay giả đó, bởi vì mình cũng không có chung kinh nghiệm đâu, thì có nghĩa là quan tiêu vừa rơi mình có cái ý niệm là mình không theo, thì không quan tiêu đứng lại. Còn nếu mà mình ý niệm mình đứng lại mà quan tiêu vẫn rơi thì chắc chắn là ông thầy không để ý cái này, thì cái đó là giả. Nhưng mà thử đi thử lại như vậy ba lần mới biết thật hay là giả. Còn nếu mà không thử được cái này thì hên xui là đi một vòng nó trở lại vòng tập ra đầu rồi. Là nó rơi như vậy là nó rơi tới 24 tiếng đồng hồ chứ biết đâu. Còn rơi về trung tâm thì không được nửa tiếng đồng hồ là tận. Rồi vậy, không phải câu hỏi thứ hai đi. Vì hỏi á, đọc cái câu mà tôi nói rất rõ, nghe cho rõ ràng. Lúc đó chung ấm thân của mình sẽ tự động được rơi hay trung tâm chung ấm thân phải rơi theo ý, theo khởi ý? Nó đúng ra là thì để nói cho nó gọn, chứ sự thật á, khi mà con người mà mất rồi đó thì tất cả những cái gì nó hiện trong chung ấm thân của mình á, chung ấm thân của mình đó là một hiện từ âm dương rất trong, thì vị thần quản lý tất Phật của mình là biết cái đó là cái gì. Ông thấy màu vàng sáng rực là ông biết đó nha, thì ông không có can thiệp nhiều, ông can thiệp mà ít ra được can thiệp. Vì thế mà khi khi bắt đầu luân hồi phải do vị thần dẫn đi, chứ không phải là nói trong cái sách nói là nói vậy thôi, chứ bây giờ đây tới cái thời kỳ nó nói gọn ra. Bởi vì khi mà tánh Phật vào mượn thân của người thì do thần chủ thế giới chỉ định một vị thần thực hành nào đó là theo quản lý chặt cái tánh Phật này nè, đi đâu phải giữ tánh Phật, muốn đi đâu thì phải cho nó đi. Chẳng hạn muốn lên khi mình mắt rồi ra thấy cái màu mà 12 màu sắc của cõi trời tịnh độ, thì ông chỉ có bổ phận nắm quăng về cõi trời đó thôi. Đó rồi mình lên trở hưởng xong rồi chừng nào trả lợi thì sẽ có một vị thần khác quản lý tiếp của mình. Có nghĩa là mình đi lên cõi trời Cực Lạc mình hưởng, thì chỉ có là cái trung ấm thân của mình là cái vỏ bọc tánh người của mình nó đi theo thôi, và cái khối nghiệp của mình nó đi theo hưởng hết rồi trở lại cái dòng tộc, trở lại trên diễn dòng tộc chứ không phải đi đâu nữa rồi. Đó, nguyên tắc quy nhân quả luân hồi ở đây. Tại sao cái đất này là do vị thần quản lý cái này nè, quản lý cái đền nhân, nói đúng là quản lý về nhân quả từ tánh Phật mượn, chứ không phải là không có căn cứ. Rồi con hỏi tiếp đi. Cái ý tiếp theo là khi cho bóng thân nó rơi á, thì làm sao mình biết được là nó rơi theo chiều thẳng đứng hay là rơi theo chiều nghiêng hay là bị trao đảo, thì khi mà nó không rơi thẳng đứng thì mình sẽ xử lý như thế nào? Bây giờ muốn biết cái này á, thì bây giờ ai mà có đi máy bay thì mới hiểu. Một anh nhảy dù mà nhảy ra trong chiếc máy bay á, đây cũng như quả luân hồi giống như trong cái đất nhảy ra này, nó hút ngược lên là đi giảng sanh, còn nó hút lại theo chiều cái máy bay á,
đi vòng đó là trong cái đất này nè. Còn nó rơi thẳng xuống là nó rơi thẳng ra khỏi ngoài máy bay rồi. Mình phải tính tới cái độ rơi của nó. Mà còn cái chuyện rơi thẳng và nó nhanh hay nó chậm là do cái số công đức của người đó. Cái này không phân biệt được. Nhưng mà bây giờ chuyện thì người ta đã nói cho mình biết rằng, nên nhớ rằng tất cả những người thân mà có người sắp chết, mình hỏi cái này, trong 3 ngày trước khi chết thấy cái gì? Chính là báo hiệu mình sẽ đi con đường đó. Hãy hiểu này, chắc chắn 100% là chỉ bằng đúng 99% trước khi mình chết chưa thấy cái gì, chưa thấy con này con kia là chút chắc chắn là đi vào cái đời thú. Còn thấy dòng tộc là chắc chắn phải vô dòng tộc. Và thấy về những cái người mà giành dứt ở đâu thì sẽ là cô hồn. Còn thấy cái thần này thần kia rồi chắc chắn nữa là thần. Đó, mình phải có nghĩa là người ta đã báo cho mình cái nhân quả, nó đã báo cho mình biết trước là tương lai anh sẽ đi lên cho đó. Anh đừng có cầu ở đây, mà anh cũng cầu mong lại được ban chỉ cho mình, đừng có muốn tốn tiền. Đó, cái này là truyền thông nó ra đời để nó nói cho rõ ràng cái này, gọi là bởi vì tại sao Đức Phật phải nói cái này, vì ông biết là khi mà ông nhập niết bàn mấy ngàn năm sau thì đệ tử ông không còn làm cho ông được. Ông nói một câu thế này nè: về sau đời mà pháp mà đệ tử nào mà theo ổng đó mà nói là tu giải thoát đúng là cái ông là đệ tử chánh thần. Còn nếu mà không có để cái này, hoàn toàn lợi dụng đạo của Phật để làm tầm bậy thôi. Mà cái này nói là nói có nhà xuất bản cho phép đạo bài chứ không phải mình tôi nói đúng không. Mà bây giờ cái này bởi vì tại làm sao mà cái thiền tâm này ra đời phải làm đúng chuẩn mực đó, mấy chục năm không nói trước mà phải từ từ viết ra sách rồi dẫn giải cho người ta đến khi nào ta hiểu rồi bắt đầu mới nói này ra thì chu kỳ mười mấy năm đó. Thì theo quyền ký của Phật ra cái pháp này phải nói đợi khi nào mà loài người dâng lên thật cao đó, nói cái gì phải chứng minh được cái đó thì người ta mới tin. Chứ ngày xưa nó ông trời chứ ông hỏi trời làm cho làm thôi đi, tại sao bây giờ khoa học mới chứng minh rằng khoa học mới biết là nó có những cái hành tinh khác, thì bây giờ mình cái quyền ký này nó nương theo cái này nó mới nói. Cái ngày xưa nó có cái câu chuyện thế này nè: các đệ tử Đức Phật bảo Đức Phật là bây giờ Như Lai dạy cho con cái pháp giải thoát này. Tôi nói tháng trước ông dạy rồi, chửi ông không được, chửi mà ông không biết làm sao phải giải thích cho nghe. Thì ông hỏi gì chứ bây giờ nè, Như Lai hỏi hai câu này, nếu các môn đồ nào mà trả lời được á thì Như Lai sẽ dạy. Hỏi để chết tại bên dưới cái rừng mà cả núi Linh Sơn đó, nó mấy ngàn người ở đó, tại sao Như Lai ngồi ở chỗ này mà nói với người cách 700-800 thước mà nghe ai hiểu cái này? Thì Đức Phật nói thì có đệ tử ông nói là Như Lai có thần thông, không phải hôm nay nếu mà về mấy các ông bảo ta là thần rồi, ta là Phật chứ làm sao mà là tỉnh dụ gì thần thông mới sử dụng thần thông, còn Phật không sử dụng được mà sử cái bằng sử dụng nguyên tắc vật lý. Ai giải thích được này giải thích được này, không ai giải thích được thì ông Phật không. Đó, bây giờ đó mình giải thích được thì cái pháp môn này mới công bố ra, mới nói ra cho nhiều người biết. Giờ con hỏi câu thứ hai đi. Dạ, câu thứ hai là người có công đức ít lúc thân tứ đại này ta đã ra chung bản thân thức dậy, hiện tượng nhìn đầu tiên là gì và có khó khăn và cản trở như thế nào không ạ? Đối với người công đức ít thì con đường lộ trình về một giới nó sẽ như thế nào? Công đức ít thì nãy giờ có nói rồi, công đức ít là phải tự mình sử dụng cái thuốc nhất tự thiền để đi ra, còn không có không sử dụng được. Ông Phật không giúp mình được cái này đâu, là vì trong quyển sách nói cái công đức ít á thì đương nhiên một vị thần quản lý mình không cho mình về, muốn về thì mà có ít quá không đủ về thì cái thuật gọi là buông. Thì vị thần á thì buông ra, bắt đầu mình phải cố gắng mình làm nó rơi á, nó bắt đầu phải rơi đó. Thì bây giờ nó đi tới cái chuyện này, nhưng cái thằng này nó rơi rất chậm nha. Cái sử dụng nhất tự tiền nó nằm ở trong cái công đức ít này. Rồi nó hỏi tiếp. Dạ, còn hai nhỏ đó là đối với công đức nhiều thì công đức lưu lượng thì nó sẽ
công đức vô lượng hả? Dạ, công đức nhiều chứ công đức vô lượng. Bây giờ nếu công đức vô lượng dễ lắm, khi cái người đó mà họ sắp mất á, nó rớt to cái đầu họ là người đó công đức vô lượng. Mà người ta vừa tắt thở người ta biết hết. Mà trước khi mấy người mà trước khi mà ta chết á, ta báo cho gia đình biết người ta đi đâu rồi. Mấy người công đức vô lượng ở chỗ này. Còn công đức vô lượng thì thấy cái vỏ hộp tính Phật đang ra chú bóng tay nó chiếu công đức vô lượng thì vị thần không can thiệp cho tự tại để về Phật giới. Đây là cái quy ước rồi, trước khi mượn đầy đủ công đức thì tự động về, thiếu thì phải trợ giúp, còn không trợ giúp thì ông thần quản lý ông đẩy về đây. Thì đó là cái nguyên tắc đó. Giờ là hỏi tiếp. Dạ. À, thì cái ý này á, nó trùng với lại cái nhóm Phật tử Vũng Tàu và của anh Nguyễn Hoàng Minh. Thì những câu hỏi này nó trùng ý với nhau á, thì không biết là bên nhóm Phật tử Vũng Tàu có ý kiến hỏi thêm không, hay là không, còn nếu như không có hỏi thêm á, thì tôi xin cho qua những câu hỏi này, không hỏi lại nữa. Thầy không hỏi. Phật tử Võ Thị Tuyết Vi ở phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa có hỏi hai câu. Câu hỏi thứ nhất, một người tu theo Thiền Tông để được một vị Phật phân thân rút về Phật giới phải gồm những tiêu chuẩn nào ạ? Xin thầy chỉ dạy được. Thì một vị phân thân thì chắc chắn là mày có công đức nhiều, mà khi được truyền thiền thì vị Phật trong phân thân tới. Còn mà khi mà mình chưa có biết thiện tâm đó, mà mình muốn về Phật giới thì thầy có cái nguyện là con giờ muốn trở về Phật giới, muốn làm sao gặp chánh pháp ở thiền nói. Nghĩa là vừa khởi niệm đó là vị Phật đã phân thân tới. Vị Phật phân thân này là ai? Là vị Phật ngày xưa đã dẫn mình vô, chỉ đường mình đi vào. Bây giờ mình nghe nói rồi thì mấy món anh tôi sẽ nói rõ lại là một cái tánh Phật mà vô mà cam kết với dòng tộc như thế nào. Thì nếu đọc những cái này thì mới hiểu được cái Phật hay. Vừa tới đây mà có công đức rồi thì chắc chắn một vị Phật sẽ đến giúp mình. Nhưng mà nên nhớ rằng, bởi vì lưu ý chỗ này là khi truyền thiền đó, mình cố gắng mình nghiêm chỉnh, mình nghe từ lời từ chữ thì vị Phật đó sẽ giúp mình. Còn nếu mình tuyên nhất thì chính là mình truyền thiền nữa lơ là cố gắng thì rất nghiêm chỉnh ở chỗ này thì chắc chắn sẽ về được. Còn nếu mà mình lơ là Phật không chịu á, ông bỏ thì ông nói là không nghiêm chỉnh. Được không? Hỏi hỏi thứ hai à. Khi đang sống mang thân tứ đại học pháp môn Thiền Tông, nhớ lộ trình để trở về Phật giới, nhưng khi mất cái thân này rồi liệu có còn nhớ rõ lộ trình để trở về Phật giới hay không ạ? À? Xin thầy chỉ dạy cho con. Khi còn mang thân tứ đại thì học nhớ cái lộ trình để về Phật giới, nhưng mà khi mất thân rồi liệu có còn nhớ rõ cái lộ trình để về Phật giới hay không? Bây giờ hiện tại làm sao mà ta bảo mình tu tập, nghĩa là cố gắng giờ phút nào cũng muốn về Phật giới, đây cũng quyết định để mình về. Thì trong khi đó mình mất, mình mệt, mình thức dậy thì mình phải nhớ chắc chắn nó bị lưu trong cái tạm thức mình là nó nhớ nó không quên cái này được đâu. Mà cái công đức nhiều quá thì ông Phật ông sẽ chiều mình, ông nội ông Phật ông đồng ý cho mình về. Nên nhớ là đừng có sợ. Là gì ở trong kinh Đức Phật có nói một cái câu này trong kinh mà gọi là trong Đường A Hàm có nói thế này: khi nào mà một người đó mà muốn về Phật giới giống như cái cây mà nó ngã hướng nào, khi nào chết từ cái cây nó sẽ ngã hướng đó. Thì mình muốn về Phật giới thì đương nhiên mình thức dậy mình phải nhớ cái gì đó, không có nhớ gì khác. Mà tại sao bởi vì ta bảo mình phải thanh tịnh là để mình nhớ cái điều hoài. Để nó đừng có xen vô, những cái thứ khác. Đó, mình phải chú ý cái này nè. Đã mình nhớ rồi thì mình vừa thức dậy chắc chắn là mình phải nhớ.
chứ không có cách nào giống như mình này. Mình ngủ quên thôi, mình thức dậy mình nhớ một chuyện hồi sáng thôi, bữa trước này mình đừng có sợ cái chuyện này. Đầu thì hỏi tiếp đi. Của Phật tử Lương Thúy Hằng ở Biên Hòa hỏi câu thứ nhất gồm có 3 cái ý. Quy tắc sống nơi vật lý này, con phải sống làm sao để khi mất thân con được một vị Phật dẫn về Phật giới. Còn khi sống nơi vật lý này đó, thì con phải làm sống làm sao để khi mất thân người con được một vị Phật dẫn về Phật giới. Thì trong cái bài tiêu chuẩn đó, mình phải ham muốn về tạo công đức, hay bất cứ gì cũng ham muốn trở về Phật giới. Đây là cái tiêu chuẩn để đầu tiên, bởi vì công thức trở về Phật giới nó có 3 cái. Một là ham muốn thật mãnh liệt, thứ hai là công đức thật nhiều, thứ ba phải một vị Phật dẫn đi, tham đức nhiều. Mà đúng mình rơi thì có một qua tiêu là cắt cánh đó, còn mình rơi mà không qua tiêu là cắt cánh đi tiếp ở trời đây, là không cách nào thoát ra được hết. Bởi vì khi mình rơi mà có qua tiêu là cắt cánh mới 50% thôi, thành ra phải thử. Mà nếu mà mình mà có công đức là nhiều thì chắc chắn là không có giả nổi đâu, trừ trường hợp mà chặt chờ thì nó mới giả. Cái này là cái tiêu chuẩn kể về một giới, nó 3 phần. Một là ham muốn tự mãnh liệt, ngày nào cũng ham muốn, cái gì làm bất cứ gì cũng ham muốn, là cái đó là cái tiêu chuẩn đi liền. Thứ hai công đức, thứ ba là công thức trở về Phật. Công thức này trong này nó có nằm cái quả tiêu của Phật dẫn về đó. Đó là 3 cái này, nếu mà giữ đủ 3 cái này học cách nào mà thoát đặt cạp được trên đó. Rồi anh đi. Ý kế tiếp là công thức trở về Phật giới và con đường về Phật giới khác nhau như thế nào? Cái con đường đó là cái con đường rơi, còn công đức trở về Phật giới là mình tạo cái công đức là cho người khác giúp. Người ta hiểu tôi sai cái này nè, làm ta bố thí gì đó, ta tưởng đâu là tạo cái con đường, không phải. Bố thí để tạo phước đức và công đức. Còn con đường trở về Phật giới thì nó nằm ở trong cái dạng mà ông thành quản lý á. Nếu mà nhìn thấy mình là có phước thì ông đẩy mình dâng lên, quăng lên cái vùng nào đó. Còn nếu mà công đức mình nhiều là ông muốn lại là ông cho mình rơi tự do. Khi mà rơi tự do rồi, bởi vì khi mà Phật đến xuất hiện thì ông thành ông muốn lại gần được. Là đây là cái giao kết, mà giao kết giữa mà khi mà ông Phật nói là khi mà cái người mà tôi gửi vô đó mà nó có công đức nhiều tu sẽ dẫn về. Vì thế mà tại sao cái tiểu Phật gia thì tâm đó là kêu bằng phải tánh, phải cái tánh cái Phật đó kêu cho Phật phải thâu cái tánh thì trở về. Hôm trước vô như thế nào bây giờ cái vị này phải thâu về, chứ không phải mà muốn về Phật giới về đâu. Nó phải có cái quy tắc đó, mà chỉ có thiền tông mới nói cái này thôi. Còn tại sao mà các cái pháp môn khác ta không nói gì, ta đâu có nghe được cái gì, cái chuyện mà giải thoát này. Bởi vì mình kinh nghiệm chỗ này nè, tất cả các vị đi giảng đạo không vị nào giảm giải thoát, không vị nào giảm cái chuyện này, mà không vị giảng nào gì dạy giác ngộ. Hai chữ này mấy thầy giả ông sợ, ông không dám nói, ông dám rờ cái hai cái giác ngộ và giải thoát này. Mà cái này nó thật ra là chỉ có thiền tông đọc quyền hai chữ này, ngoài ra tất cả không ai dám đọc quyền cái này. Mà ta chỉ nói là cái bậc tu hành giải thoát rồi, nó nói cái tích mồ nó tu hành giải thoát, để ý là quý vị giảng á, giảng là kêu muốn giải thoát là tu hành giải thoát, chứ không mà ông nói là có nói chuyện mơ hồ, không có căn cứ nào cả. Thì phải tiếp đi. Cái công thức trở về Phật giới có phụ thuộc hoàn toàn vào lúc mình còn đang sống hay không? Công thức là nói thế này, công thức là tạo, nó có 3 cái điều kiện này nè. Mình phải có công đức, rồi phải biết được về Phật giới, đó là cái công thức của nó. Còn bây giờ thì nó tưởng đâu làm phước này nhiều để trở về, không có chuyện đó đâu, tại vì không hiểu. Bởi vì
Bởi vì nói là trong bát chánh đạo, đa số tôi thấy người ta giảng về bát chánh đạo hoàn toàn sai hết. Bát chánh đạo là 8 con đường đi, gọi là 98 con đường chánh để đi. Đi đâu? 7 con đường đi ở trong luân hồi và một con đường về Phật giới, đường nào cũng chánh hết. Có nghĩa là về nước Cực Lạc anh cũng có con đường chánh anh đi, đi về nước Cực Lạc, chứ không phải là nói. Thành ra trong cái các thầy bài giảng đó là bát chánh đạo là về Phật giới, nó sạch hoàn toàn. Bát chánh đạo duy nhất chỉ có một con đường về thôi, còn 7 con đường đi lục đạo luân hồi và con đường làm thực vật, đó là 7 con đường mà thiền tâm mới nói này ra. Chứ đừng có nói được bát chánh đạo mà cái đường nào về nó còn lâu. Bây giờ anh làm thần, anh làm đúng, anh cũng vô làm thần được mà một rồi, gọi là con đường chánh vào làm thần, hoặc là chánh con đường vô quả trời thượng đế ngọc hoàng, hay là Ai Di Đà, nó cũng đúng cùng một 8 con đường chánh để đi. Nhưng mà tại sao về ta nói là lục đạo luân hồi kìa? Vì lục đạo luân hồi nó trừ cái thực vật ra, thực vật chỉ có thiền tâm mới dám nói. Vì thiền tâm mới phân tích được mới dám nói cái đường số 7. Mà con đường thứ 8 là con đường nào? Con đường trở về Phật giới. Thiền tâm độc quyền nói con đường này luôn. Nó phải hỏi nguyên tắc này. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 2. Một người có nhiều công đức khi còn đang sống, làm sao để kiểm chứng được? Phải nói là tự mình biết chứ, mình giúp được bao nhiêu người tự biết. Mình giúp bao nhiêu người hết khổ, bao nhiêu phúc đức, giúp bao nhiêu người giải thoát, biết cái tự mình thôi. Chứ bây giờ mình nói là trong số bây giờ tôi thiền tâm nè, tôi đem 100 quyển sách tôi cho, mà cho con người nào là cảm ơn mình được trăm quyển sách đến chửi hết chín chục lần sao có công đức. Thế mình phải hiểu cái chỗ này, cái đó là do mình chứ không có nói được. Còn bây giờ mà khi mà sắp chết á, cái người đó có sợ chết không? Con người không sợ chết mà hỏi biết con đường đi, con người biết đường đi thì chắc chắn giải thoát được. Còn nếu mà sắp chết mà không biết đường đi là nó mơ hồ, không hỏi đi, hỏi cái gì không mới tác về một chết nữa. Có trường hợp nào mà chung ấm thân bị rơi xéo hay không? Người có công đức nhiều cũng bị rơi xéo hay không? Rơi xéo mà không thể cái bây giờ thế này là khi mình mất á thì cái chung ấm thân nó sẽ hiện ra cái gì trong đó, lửa phước đức mà lửa ác đức thì cái này mới đâu kéo, hoặc là lửa phước đức lửa công đức nó mới kéo. Đối với dàn con mà dàn co, nhưng mà quyết định là do con người, cái người đó muốn đi đâu thì vị thần sẽ chiều đi đó. Còn nếu mà vị thần không chiều nạt ông thần đó, dùng cái câu đàm cái thuật biết tự thiền đó thì tự mình đi. Bởi vì cái kéo này là cái gì? Kéo là ông thần là phân định à, cái này nó cũng hữu quốc dương mà cái kia cái phước âm thì nó về vô trả như vậy với tôi không được. Tiểu thần cũng bó tay toàn là gọi là ông là đứng là ông trọng tài thôi, còn đâu còn phải đi đâu thì cho mình đó, mình phải dùng nguồn nhất từ thiện để đẩy cái này. Rồi cứ hỏi đi. Điểm sáng của một vị Phật dẫn mình về Phật giới và của một vị thần khác nhau chỗ nào? Thì nói ra là nó sáng mà sáng trưng, mà nó vàng sáng trưng. Còn nếu trong đó có hiện thì đây là tôi nói là tôi nhắc có nhiều người này. Cứ nhìn thấy cái ông thật này, ông Phật kia hoài, đừng có nghe được cái đi khoe nó. Tôi thấy nó bây giờ nó thể cái thiền tâm này là có mấy chục người đi khoe cái chuyện này. Đã thì Kim Cang bảo rồi, kể mấy cái chuyện dẹp hết đi, cái chuyện thế gian không xài nữa đó. Chứ mà làm Phật mà không thèm làm, thế gian này làm gì có chuyện làm Phật đó này. Thế gian này muốn làm Phật cái gì Phật giới, còn muốn làm ở đây để làm thần thôi, chứ không có ai nữa. Tất cả những gì ở trong thế gian này mình nhìn thấy được là do thần. Mình phải chú ý chỗ này, tu thiền tâm phải nói nó cho rõ này, chứ đừng có nói tu thiền tâm mấy bữa tôi thấy này thấy kia quay chừng chứ kêu ca đó cảnh cáo mà lên nhẹ phát không có chạy gì nữa. Thiền tâm đó là cái đó tạo công đức về. Thứ nhất
Còn anh mà muốn ở lại để mà nối tiếp truyền tâm, các chùa ra, các truyền tâm khác ra, để dạy ra giúp là để lại theo mà, theo cái dòng tiền này. Mình muốn, muốn trở về thì cố gắng dẹp hết không xài gì trong thế gian nữa. Không hơn thua gì rồi, ai nói gì nói chạy ra. Còn nếu mà muốn ở lại thì bài ra đủ chuyện hết, muốn gì cơ. Đó, thì là ý theo ý mình muốn ở lại thì phải vậy. Còn nếu muốn về thì buông, đã mà danh từ sau cùng là buông, mà không chịu buông, mà cứ ôm hoài đó, biết sao về được. Rồi hỏi tiếp. Câu hỏi số 5. Khi mất cái tâm này rồi á, ngủ và tỉnh dậy mà vẫn chưa rơi vào trung tâm vận hành luân hồi của trung tâm vận hành luân hồi, vậy thời gian cho phép nán lại ở trái đất này thông thường là bao lâu? Bây giờ thức dậy thì nó phân định liền, ông thầy cũng quản lý liền. Ở trong dòng tập, trong dòng anh còn lơ la 49 ngày được. Nếu ở trong dòng tập, còn ở lơ la ở đây được. Còn nếu làm thành, anh lại móc vô liền. Làm nhà quỷ, ông quăng mình vô á. Là gọi là xuất sanh, ông quăng mình vô đó. Còn địa ngục, ông có quăng đâu, ông đạp mình này. Ông làm mình rớt luôn. Còn mà thực chất á, nắm mình quăng vô đường á. Mình thấy hiểu chỗ này. Bởi vì tại sao trước khi chết mình thấy đường mà là thấy đường đi to là có chừng này. Chắc chắn phải vô rồi. Chứ này, còn cái vấn đề mà rơi, thí dụ mà mình bắt đầu trung thân mình thấy cái lửa mà mình mở ra khỏi trời đó trời nào đi, tiểu thần bốn phần ông nắm mình khỏi năm lĩ ông, cái đó là nhiệm vụ ông. Ở đây ông tạo ông muốn mà trên đó đó, bây giờ thì đây là tôi có nhiệm vụ là tôi đẩy lên đó, tôi quăng lên giống như mà tụi các nước nó phóng qua tệ à, muốn phóng vô cái hành tinh nào thì nó căng vào cái hành tinh đó nó phóng. Còn thần vậy nè, à, thấy rõ ràng anh vô đức tự lạc, rồi tôi quăng anh vô đó con chuyện mà, anh ở lâu ở bao là chuyện mà tôi biết, vô đó là vô trên đó, vô cái nghiệp phước của mình, bao nhiêu ngày, 10.000 năm mà mới ở có 1.000 năm hết phước đồ tôi về, đó là cái nguyên tắc là cái đó là vô cái định lượng nhân quả của mình tạo ra, chứ mình không có thần không can thiệp cái gì đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Cái nguyên tắc và cái công thức để nắm rõ cái tập quyền ký. Quy tắc và cái công thức để nắm rõ tập quyền ký. Đọc phải mượn sách tiếp đi thì cái hỏi này nó thưa. Nó sai. Nó rõ gì ta đã nói mình đó là ở trái đất nhân quả này nó sản sinh ra. Một là phước đức dương, hai phước đức âm, ba ác đức. Còn cái là không tạo ra thì ở trong đồng tập hoài. Còn cái công đức thì phải đợi quyền ký một vị Phật ra đời nói cái chuyện này thì mới có nói chuyện cái công đức được. Vì thế mà vua Lương Vũ Đế đó, mấy ngàn năm mà mấy ngàn năm Đức Phật nghe nhập cái bàn họ cũng chưa có hiểu cái công đức gì ở các cái chùa quá chừng. Các năm bảy chục cái chùa rồi hỏi gì là ông nói con phước đức tự ông nói thôi, không ai hiểu, tại không có hiểu. Vào đây đi thiền tâm bây giờ là trước mắt nắm cái căn bản tạo công đức như thế nào, phước đức âm, phước đức dương như thế nào, thiền tâm nó nói rất rõ ràng, không có sai gì chút nào hết. Nên phải căn cứ vào đó mình mới định phận mình làm mình đi đâu. Giờ tối ngày cái ai đi đà Phật mà biểu vậy giải thoát làm sao? Anh ham muốn lên ai đi đà bây giờ người giải thoát là ông ai đi đà đâu mà được đó. Về Phật giới là phải rơi ai đi đà là phải giảng sanh đi lên bay lên để nước thượng đế thì bay lên cái chồng. Bởi vì tại sao cái tam giới được phục định rõ ràng bốn dòng nội và một dòng bảo vệ, nó phải coi cái này. Bởi vì thiền tâm nó ra là nó chỉ từng chi tiết một cho người ta biết. Muốn tu theo đạo Phật là phải tu từng chi tiết một. Cái câu đó gọi là gì? Giác ngộ. Giác ngộ là hiểu biết. Hiểu biết cái gì? Con người mình là sanh như thế nào, chết như thế nào, thân con người mình là cái gì, tánh con người mình là cái gì. Thiền tâm đã nói rất rõ, chịu khó đọc trong mấy quyển sách
chứ bây giờ không có còn cái gì. Còn nếu mà tôi nói là cái thiền tâm này ra bởi vì tại sao cho người ta hỏi tự do, là vì nó nắm được cái căn bản của nguyên tắc vật lý âm dương luân hồi nhân quả, thành nó mới chán cho người ta nói cái hỏi này. Còn nếu anh không nắm được cái câu này thì tôi mong cha thì tôi mong cho người hỏi nó thành ra cái gì này, giống như là thiền tâm giống như là một người tốt nghiệp đạo đại học, tốt nghiệp đạo Phật hiểu hết. Còn nếu mà tu ví dụ tạm như tiểu thừa thì anh chỉ tiếp tốt nghiệp có ba tiểu thừa thôi, trung thừa, đại thừa, niệm Phật niệm chú, mỗi cái là một giới. Còn bây giờ thiền tâm nó trùng hết, nó mới dám cho hỏi cái câu này. Rồi bạn tiếp. Một người mà có công đức bị bôi đen rồi đó, có dễ bị các vị thần che mắt và bị đột ngột chết vì tai nạn hay không? Một người có công đức bị bôi đen rồi đó, có bị mấy ông thần che mắt để bị đột ngột chết vì tai nạn hay không? Cái công đức bôi đen có nghĩa là đâu sáng thì kể gì mà nó có, nhưng mà Phật biết thôi, nhưng mà biết không có chẳng thì về được, tại vì nó bị tắc ngã, nó bị đau rồi. Hôm nay về mà cái câu quậy tiếp hết tình đâu, ông Phật không được, không được về. Nè, cái bộ ngang rồi thì không được. Bây giờ tôi khuyên tạo công đức, đừng có chấp ngã. Chấp ngã thì coi chừng để khi không có luôn. Giống như tiền ở trong có, trong túi có. Nhưng mà đem sư đem đó, người không biết đó là cái gì. Tôi tưởng từ đấy ai xài. Đó là gì? Người có công đức bị bộ đen rồi á, thường thường xuất hiện cái cảm giác gì? Công đức bây giờ thì giống như bình thường, nhưng mà tôi nói được những người bị công đức á thì nhìn người ta biết liền, ưa nói ưa chặt, ưa nói chuyện đủ chuyện á, dám đi xin luôn á, dám đi xin là thành thánh để như luôn á. Nếu có công đức nhưng mà người nào ưa đi xin này xin kia là rồi nó chưa có ai hết rồi, không có về nổi đâu. Không hiểu cái chỗ này. Bây giờ tại vì nói ra thì có nhiều khi đụng chạm. Bây giờ trước khi cái này tôi đã nói rất lâu, tôi nói dòng vô, dòng vô, dòng qua, dòng lại thôi, tôi không dám nói thẳng vô. Nhưng mà sẽ có một ngày nào tôi chuẩn quá thằng này, tôi nói hết bất cứ ai. Bất cứ ai bị cái nào hỏi nào ai đó, tôi nói hết nha. Đó là tôi nói từ trước, nghĩa là tôi nói thẳng ra mặt tôi. Bởi vì thiền tâm nó không còn dài nữa. Bây giờ là khi mà công bố vị trí ra rồi thì trong vòng một năm phải là chuẩn quá rồi hết, mà hôm trước 6 tháng là chuẩn một lần, rồi chuẩn bị luôn năm ta sẽ chuẩn lại, mà chu kỳ của nó không có quá 3 năm mà phải chuẩn cho xong cái này, rồi xong không có nói nữa, rồi tiếp cái bắt đầu thế hệ sau có nói gì nói, chứ còn mấy người là thế hệ đầu không được quyền nói nữa, thì cũng báo cho biết vậy, đừng có ham nói là tôi tu theo thiền tâm, tôi thấy này thế kia. Rồi chứ giờ này đừng có ham cái chuyện đó. Một bởi vì 10.000 năm có ra một lần mà ra có mấy tháng mà mình không chịu đâu. Mình cơ đầu đó mà mình cứ đi khoe này khoe kia. Thôi hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi số 8. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cái phẩm số 12, phẩm Đề Bà Đạt Đa có nói: vào thời Mạt Pháp ở tại đất rồng sẽ có một long nữ dạy thành Phật. Theo con nghĩ trong kinh nói chưa có chuẩn thì phải, vì con không thấy một người nữ nào dạy thành Phật cả. Đến bây giờ con chỉ thấy có người nam dạy thành Phật mà thôi. Vậy theo con hiểu, lẽ ra trong Diệu Pháp Thiên Hoa phải nói là vào thời Mạt Pháp, khi nào con của người nữ ở nước đồng nhận được tập quyền kiến sẽ dạy thành Phật thì mới chuẩn. Con hiểu như vậy có đúng không ạ? Xin viện chủ giải đáp giúp con. Long nữ dạy thành Phật là người nữ ở đất đồng dạy thành Phật, chứ sự thật bà Thảo đã dạy nhưng mà dạy không được. Dạy cũng là 6 tháng rồi không ai nghe, rồi bắt đầu bóc phải chuyện đi. Nhưng mà bả bị thì nói đúng cái lần đầu không chịu đọc hết cái quyền kinh này, cũng nôn nóng đi ra dạy người ta không được, và phải là đọc hết là phải đến Mạt Thượng Pháp mới được công bố ra ngoài nước. Lần nữa nhận được cái này là mới là Thượng Mạt Pháp thôi, đúng 2.500 năm là đúng như thật thời kỳ Mạt Pháp, mà muốn thượng pháp phải là 50 năm sau
mới trở về. Bởi vì từ mạt pháp cho đến là mạt hạ, mạt pháp nó chia ra năm thời kỳ đó, cách là 100 năm nó một giờ, thành ra phải đến từ mạt chuyển pháp. Vì thế mà lâm nữ về sau mới viết lại cái câu đến đời minh triết mới xây chùa tiền, mới xây được cái này. Em khởi đầu tuy có đảo phiền, nhiều người muốn phá cái phiền mà chi, thì sau này lâm nữ mới hiểu được cái câu này, mới nói là thôi cần đã lại đi, đã đến đời minh triết à, thì mới phổ biến cái này ra được. Thì hồi đó biết ai đến đời minh triết là đời nào ai có biết. Nhưng mà khi mà 2550 năm, nhận được là 2550 năm sau, 50 năm sau bắt đầu cái quyền ký bắt đầu được nói phổ biến ra rồi, mà đúng là 2561 năm mới bắt đầu công bố quyền ký ra. Thì vì thế á, thì cái này nói cũng đúng chứ phải không, nhưng mà đều có nhiều khi hồi xưa lâm nữ nhận được thì cũng thích lắm, thích đi nói này nói kia nhưng mà không phải nghe. Thì sao mà mới đọc tới đọc lui thì mới hiểu được cái câu này, thì mới đọc ấy, thì là lâm nữ mới làm cái câu thơ 24 câu qua thiền ở tại Linh Sơn, thầy đã nhận được quý hơn ngọc vàng, quê hương chưa được bình an, thiền tâm chưa được mở mang nơi này. Nó biết tới đó mà nó chưa được em, rồi các con ghi nhớ lời thầy Giang Sơn nói lại nơi đây mộng thiện. Nó thì từ từ mới hiểu được cái này. Cái sự thật mới lần nữa nhận thì cũng sốt sắng lắm, nói bị chửi. Rồi mà bây giờ mình nói ra thì bây giờ công bố ra thì bây giờ nó thật ra trên mạng nó chửi đầy rồi. Nó lập 400 bờ bậc kết bè để thành lập để phá cái chùa này. Nhưng mà nên nhớ một điều, thì quý vị cũng may mắn nhận được cái này thì cố gắng học. Khi mà nó phá được cái chùa này thì nhà nước cũng đóng cửa, đóng chân để nó dám cài. Thì nên nhớ, thì nữa âm thầm mà tu rồi tự độ mấy. Nên nhớ rằng cái gì cũng vậy, mình làm lợi cho mình lợi một mà hại 10 không được. Mà bây giờ cái thiền tâm này ra đời lợi một mà hại 1 triệu nữa. Nên nhớ này, khó, cái thiền tâm nó khó bền vững lắm. Nói cho đi, hỏi thế đi. Câu hỏi này là của Dương Đức Ký ở Hà Nội. Tiếp theo là xin mời anh Nguyễn Thành Nhân, anh có xin là hỏi trực tiếp ạ. Anh biết anh Nhân có đây không ạ? Dành mặt kính thưa viện chủ, những gì quan khách có mặt trong buổi lễ đến đó hôm nay. Tên là Hoàng Thành Nhân, đến từ phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay tôi xin đến đây thì tôi có muốn có cái câu hỏi để viện chủ như sau. Hôm trước tôi có viên đọc vào trang web Vườn Hoa Phật Giáo Cát Tôn, Phật Giáo Việt Nam cho VN của Thầy Thích Nghiêm Thuận. Tôi có đọc nội dung bài viết, trong bài viết có đề cập rất nhiều vấn đề liên quan đến chùa Thiền Tông Tân Diệu và Đài Truyền Hình VTV. Sau đây tôi xin dẫn chính dẫn một bài ý chính trong bài viết của tác giả Chí Ngô như sau. Chúng sinh bị chủ giải thích cho thật thỏa đáng, đừng trả lời một co cho những người khác tôi buồn vào bỏ hộ như những người mê tín khác được làm. Tôi xin cảm ơn. Điều thứ nhất, trong bài viết tác giả Chí Ngô có nói VTV phải có trách nhiệm vì tiếng tai cho chùa Thiền Tông Tân Diệu phá hoại trái pháp. Xin bị chủ giải thích cho tôi ý thứ nhất. Nếu mà nói VTV mà phá chánh pháp là không đúng, là vì VTV đã vô đây phỏng vấn tôi 2 lần. Người ta thấy là cái thiền tông này là nó rất lạ, người ta mới tìm đến đây ta phỏng vấn, hiểu biết là người ta thấy như thế nào, ta đưa trên mạng là cái chuyện của VTV, chứ tôi làm sao biết.
Nhưng mà nếu mà nói tôi phá là không đúng. Mà nếu người nào nói người tươi chùa thì tôi đã chịu phá đạo Phật. Tôi mời đến đây và tôi đài thọ tất cả tiền cứ đi về tới đây. Nếu mà một người thôi, còn nếu mà tổ chức trong người, tôi cũng vẫn mời đến đây và tôi đài thọ hết. Nhưng mà còn cái tiền mà gọi là mời luật sư hay là mời tôn chứng viên phải chịu, mời chính quyền các dương phải chịu. Tôi chỉ bao tiền xe từ ở Sài Gòn lên đây thôi. À, nếu nó phá thì cái lên đâu chắc. Tôi phổ biến thiền tâm này, tôi nói thật có bài bản đàng hoàng. Trước khi tôi viết ra, tôi cái công bố cái tập huyền ký này á, là tôi viết 19 quyển sách. Tôi viết tương tự về cái pháp môn này. Khi nào tôi bắt đầu tôi chuẩn bị công bố quyền ký ra đó, tôi xin hai nhà xuất bản Tôn Giáo và những xã Hồng Đức của Hồng Đường Giai Việt Nam, hai nhà xuất bản cho phép tôi xuất bản trên 20.000 quyển. Tôi cho không, tôi không lấy một đồng nào trong cái này. Mà trước khi cái ngày công bố quyền ký, tôi xin chính quyền ở tỉnh cho phép đem về từ đường đem về tới xã cho công bố ra. Cái ngày đó tôi nói thật, ở cơ quan tỉnh cũng lên rất đông, huyện cũng lên rất đông, kể giáo hội cũng vậy, thì làm sao tôi phá? Nếu mà tôi phá đó, thì luật pháp đâu có cho tôi làm cái chuyện này, nhà xuất bản đâu có cho tôi xuất bản cái này. Mà bây giờ tôi nói cái nhà xuất bản, cái sách xuất bản tôi phải xin có một tháng để cho, 7 tháng rồi ta ghi cuốn này. Khi nó đồng ý nó mới cho được. Đó rồi tôi mới bắt đầu xin phép công bố cái này ra. Cái này làm sao mà nói tôi phá được? Mà tôi nói bằng căn cứ đàng hoàng. Còn nếu ai nó không đồng ý cái quyền ký này thì cứ mời đó. Hoặc là đi đâu cũng được, mời đến để tôi chạy thôi. Mà mời đến đó đến là phải có luật sư làm chứng, chứ không phải nha hai người trải qua hay là cũng được. Nói bằng khoa học, nó bằng thực tế. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, câu hỏi gì? Dạ, tôi xin chức ký thứ hai như sau. Tính tăng nhã, tác giả chi ngôn có biết Nguyễn Nhân là một Phật tử tự phong là viện chủ, như nhiều thiền sư tự xưng khác, đem ra sức ngụy tạo kinh điển, bóp méo lời Phật dạy và bắt hoại đạo Phật chân chính. Kiểu che rồi che bắt chó thì xin được chủ giới thích tí hàng rồi. Thế đó chí ngu mà chí ngu nói thôi. Tôi nói thật á, bây giờ tại vì những cái người mà viết cái này là chí ngu mà không hiểu văn hóa Việt Nam. Tôi cắt cái chùa ra thì tôi là chủ chùa, mà chùa này tôi có giấy phép của từ tỉnh cho phép tôi xây dựng, chứ không phải tôi xây dựng ngang. Tôi xây dựng được thì người ta là bỏ tôi lên là chủ chùa. Mà nếu nói theo cái văn học hay gì là diễn chủ, cái diễn chủ này nó không có cái giá trị gì đối với cái văn học hết. Nếu đối kêu mà có giá trị văn học đó là anh phải là giảng sư thì mới đúng. Còn đây diễn chủ thì giống như mình giờ lời chú nói con nghe này, ví dụ con cắt cái nhà thì con là chủ nhà gì, người ta thì mấy người kia ta hỏi ta kêu con là gia chủ có giá trị gì không? Từ gia chủ với chủ nhà nó đâu có khác, mà nó đổi cái danh từ thôi. Còn cái diện chủ và cái chủ chùa nó cũng vậy thôi. Mà cái giá trị về đạo nó phải là giảng sư hoặc là tiến sĩ Phật học. Tôi nói xin lỗi, hòa thượng cũng chả có giá trị gì, trụ trì cũng chả. Hòa thượng là gì? Ông vô tu lâu thôi chứ ông không biết. Bây giờ nếu mà bởi vì hòa thượng mà tu lâu quá mà nó tuyên bố tôi đắc đạo thì mẹ ông đó có đúng hòa thượng tu? Có nghĩa là tu 20 năm thì sao tu không lên hình nồi cao vậy thôi? Hòa thượng là cái nồi cao nữa chứ sao? Hòa nồi cao để điều hành tâm chúng vậy thôi chứ đâu có giá trị gì trong đạo. Trong đạo Phật có giá trị nhất là giảng sư hoặc là tiến sĩ Phật học hoặc là cử nhân Phật học, nó mới có giá trị về cái phần dân lời dạy của Đức Phật. Còn cái gì ông nói cái này nó xin lỗi rồi, bây giờ đạt chí ngu là đúng rồi, là ngu hết.
đi vô đây nói thưa người ta, chừng nào tôi xưng nữa là giảng sư hoặc là tiến sĩ Phật học thì chữ tôi đồng ý, tôi có học mà tôi đâu có gì đâu mà phải đấy. Tôi có nghĩa là tôi cắt cái chùa ra, nhưng mà cái phần này tôi nói thật, nó không có cái đầu cái đuôi. Khi thiền sư nó có thảo bảo tôi thấy con gan mà con nhận được cái quyển truyền ký này con nói ra đi thì bà sẽ cho con. Tôi nói gan thì tôi cam kết là tôi sẽ cắt được cái chùa, giờ là tôi dám nói cái này là gan chứ đâu có gì lạ đâu. Mà cái này nên nhớ là tôi nói ra bằng sách vở chứ còn tôi không phải nói mù nó mù. Tôi căn cứ vào quyền ký tôi mới nói chứ đâu phải là nó còn nói thì nói thì kêu một lần nữa đây gọi là trí ngu với mình đã đang ngu rồi còn đi tranh luận người ta ta được không nên con về con mắt lại chứ không trí ngu quá nó ta ngu quá đừng vô đây người ta chùa người ta chăm học á muốn nói đó mình chăm học vô đây chứ ngu quá đừng có vô đây đó con không phải chết đi. Tôi cũng chưa có đồng ý thứ hai như vị chủ nói đó là cái từ rộng người ta chưa đồng ý đó. Xin chủ giải thích rõ cái vấn đề hòa thượng là gì mà chủ người là gì. Có nhiều người là hòa thượng cái tôn sư hòa thượng đó, họ có danh chức họ có tu hành lâu năm mà sao vị chủ nó là nó có nghĩa lý gì nó có là gì đó. Tôi chưa đồng ý đó. Xin vị chủ giải thích. Nếu chú hòa thượng á mà đi kèm theo hết cái này đó là mới là cực kinh kêu bằng là hòa thượng có năng lực về Phật giáo. Tôi là hòa thượng về chuyên và vô dạy giải thoát. Còn nếu mà hòa thượng không thì sao? Giờ cũng như người đời á xưng là xin một vị sĩ quan, ví dụ đại quý, không có chức vụ gì cái gì chỉ có trên đâu. Còn nếu mà sĩ đại quý quân trưởng hay là trưởng phòng mà có giá trị chỗ đó, giá trị là cái nghề nghiệp của mình á, hòa thượng vậy tu lâu thì nó đưa lên hòa thượng thôi. Còn nếu mà nói là tu lâu mà lên hòa thượng là tu đạt đạo gì phải nói cái đó thì mới đúng giá trị là của người tu. Chứ còn theo cái mà gọi là cái thiền lý á, mới vừa 5 năm là gì thì kheo là nhà đại đức á, 15 năm là gì cửa tỏ là cao lầu cao để điều hành nhỏ nhỏ chút. Còn hòa thượng tu lâu năm để mà điều hành, hòa thượng được quyền điều hành rất nhiều chùa, nên nhớ là hòa thượng mới điều hành nhiều chùa được. Còn nếu mà muốn hòa thượng mà nói hòa thượng gì chuyên là cái gì, cái danh từ đó có phụ trách à, chuyên môn hòa thượng chuyên ngã về thiền tông mật chú tông gì đó thì mới có giá trị sao như thế sao. Còn cái trụ trì nó nói bây giờ tiếng Việt Nam người ta không hiểu đủ là ở trì giữ ở dưới chùa chứ có cái gì đâu mà đây đâu. Mà trong cái chùa đó này nó nếu mà đúng đó các ban bệ của nó như thế này nè, ông chuyển chủ là chủ cái chùa, cái ông phụ trách cái đề giảng pháp và là giảng sư, còn ông mà tổ chức lực lễ trong cái chùa phải là luật sư, phải có từng giai đoạn. Trong phụ trì ông ra đây thì giữ chùa này thôi, mỗi người phụ trách một công việc. Nếu mà nói về đạo Phật phải được đúng nguyên tắc đó, đó giống như một cái cơ quan nhà nước á thì anh là chủ cơ quan nó khác à, nhưng mà phụ trách cái gì mỗi người phụ trách một khâu thì cái trong đạo Phật nó cũng nằm cái dạng này. Tiếp tục mà bây giờ tôi nói là cái này tôi cũng xác nhận là tôi không có giảng đạo nha, mà tôi chỉ trả lời trong cái sách tôi viết ra, ai thắc mắc đến đây hỏi tôi trả lời cái câu hỏi trong sách. Bởi vì tôi đã từng tuyên bố rằng tôi trả lời trong 10 quyển sách tôi viết ra thắc mắc tôi không phải giảng, mà tôi chỉ trả lời tôi ổn mà tôi viết ra sưu tầm viết ra, ai thắc mắc tôi phải trả lời, tôi trả lời đúng trong thiền tâm, không trả lời bên ngoài. Còn cái vấn đề cái này thì tại em chí ngu để em bảo là tôi gì đó thì tôi phải nói cho nghe đó. Tại vì ông ai sưu dọc đặt cái sao sơ, ông đáng lẽ đặt cái chí khôn, không chịu mà đặt cái chí ngu.
cái ngu thịnh nó nói chuyện ngu đó, cái chuyện này đúng vậy thôi, tôi vậy tôi không có để ai, bởi vì nó hỏi tôi phải nói cho rõ. Đâu có hỏi tiếp về câu nào hỏi gì? À, tôi xin hỏi cái ý thứ ba, tác giả chiếc cô có biết Nguyễn Dương căn cứ vào đâu đó là người sống năm Bình Dương nên mới sinh ra được nguồn gốc của loài người sinh quyền chủ giới thích viên như là tôi sẽ có căn cứ vậy cho trong quyền kiến nó nói, trong quyền kiến nói thế này nè, cái tam giới điều hành bằng điện từ âm dương, trái đất bằng điện từ âm dương, con người cũng điều hành bằng điện từ âm dương. Bây giờ muốn biết con người có điện từ âm dương thôi, mua điện tâm đồ kẹt vô điện nó nhảy thấy biết liền, tăng xong mình lên nhiều thì nó biết mình. Còn bây giờ ở trong vũ trụ mình muốn biết có điện từ âm dương chứ dễ ở trời sáng là cái gì, điện từ âm dương nó đụng nhau nó mới nổ, ta gọi trời sáng. Hồi xưa nó nói là mặt ngoài là nó chỉ là vậy, bây giờ thành ra tại sao mà có sắp xếp là có điện tượng dương nó nhập đến nó nổ, bây giờ chắc giống như hai dòng điện âm dương mình nói mình nhạc nó nổ, thì đấy là chứng minh bởi vì ông Phật đó là khi nào là người chứng minh được cái vấn đề mà vô hình thì quyền kiến mới được công bố ra. Tôi nói cái câu chuyện nói tới như bàn đến điện tượng âm dương, bởi vì ngày xưa đó ông Phật cũng hỏi vậy chứ là tại sao như Lai ngồi đây mà Như Lai nói, ông nói chỉ có 10 thước nghe mà Như Lai nói 100 thước nghe là không ai chứng minh. Ông bây giờ ta cái thuật sử dụng điện từ vật lý ở điện từ âm dương, ông nói cùng á, thật tôi nói tôi không tin được. Thì ông Phật nói ta là toàn năng toàn giá tôi mới làm được, còn ông không phải toàn năng toàn giá làm sao sử dụng cái này được. Nhưng mà đợi khi rồi người văn minh lên nói cái này ta mới nghe. Bây giờ này giống như cái video mình nói này nha, tại sao cái lo mày kia nó nghe, nó nhờ điện nó đẩy. Cái ngày xưa mà nói kiểu này nó chửi là phải rồi, nó điện cái gì. Bây giờ nó chứng minh được, bây giờ Phật nói là thiền tông nó ra nó phải chứng minh đó, lời nói phải kèm theo chứng minh thì người ta mới tin. Mà bây giờ ấy, kèm kiểu gì kéo mà mất quyền lợi nó kèm chửi hết đó, thì đó là chứng minh về điện từ âm dương. Tôi xin hỏi thì cái ý thứ ba này là làm sao để chứng minh được cái nguồn gốc của loài người là do điện từ âm dương cuốn hút được. Ý cái của tác giả chiếc cô là muốn hỏi làm sao chứng minh được là cái điện từ âm dương cái nguồn gốc của loài người. Bây giờ cái phần này thì nói cái hơi sâu. Bây giờ bởi vì khoa học á, ngày xưa mình cứ nói là ông trời, mà không biết ông trời làm đâu. Nói trên trời, hỏi ông trời thì ta tưởng tượng ông trời đứng trên mây á. Nhưng giờ khoa học cũng bảo phải mai con thấy trời. Thì bây giờ ông chứng minh đó là trong cái tam giới á, ai đi theo đạo Phật mà gọi là đi học sâu quá chúng ta hiểu con này. Đức Phật có nói là trái đất này năm loại cho mà ngũ thú tập cư, sáu loại xuất chung, nhưng mà ba loại thấy được, ba loại không thấy được. Ba thấy được là con người, động vật và thực vật, còn cái là thần, ngã quỷ, địa ngục không hề thấy. Bây giờ thành ra cái này nó mới gọi là cái, thì chỉ có thiền tâm mới nói là ngũ cú tập cư mà ở trên cái đất này thôi. Cái hồi xưa nghe nó nói những cái hiện tượng ra, ta nói là ai đã gặp hoàng thượng đế ông thánh nào chuyện mơ hồ không có đúng. Thế bây giờ sở dĩ mà chứng minh được là quả vô hình, thành ra cái thiền tâm mới ra được. Cái quả vô hình là gì? Bây giờ mình nói mình ngồi ở đây sự thật á, hỏi cái quả vô hình không biết, nhưng mà giờ khoa học chứng minh được trong này cái hình này có hình, có hình ảnh. Giờ ai rõ ra 10 cái TV của đây từ bao 10 đài nó đã có hình, nó rất có gì vậy, nói vậy ta mới hiểu. Thành ra cái đó là gì? Do điện từ âm dương nó trở tới, nó lưu hành ở trong này. Ngày xưa bởi vì Đức Phật đó ông sử dụng cái thuật gọi là điện từ âm dương để đẩy chứng đi, không tin ông đâu Phật nó điên. Rồi bây giờ thì con người nói là bây giờ tôi nói đây tiếng đi xa là gì, thuật điện từ âm dương nó mới đẩy đi,
đó là chứng minh cái chuyện đó. Còn tác quan của mọi thiền tôi xin lỗi, tôi xin quay lại cái ý thứ hai là mình chưa có hiểu hết, là tác giả nó nói là chùa thì tâm tâm địa là quỷ tạo cái điện bớt méo là Phật dạy và pháp hoài Phật giáo chân chính, xin chủ cái gì chứng minh được là có khác những lời mà nói là quỷ tạo gì. Cái này tôi nói đó là bây giờ cái tập quyền ký này khi để tôi nói đầu tiên đó là cái này là tôi nói thật ngày xưa đó, trong quyền ký Đức Phật nó nói là đầu tiên lên ông tất cả ta viết ra bằng cái tiếng phạn. Tiếng phạn là gì? Để cho họ phạn, họ phạn sử dụng bằng cái gì? Bằng tiếng ma đã đi là cho họ phạn, dùng sử dụng bằng tiếng ma đã đi. Cái đó là miền Bắc chúng ta á. Bây giờ những nước ở vùng đó ta vẫn còn sử dụng cái tiếng này. Thứ hai đến đời thuộc, thứ tư là ở U Ba Quốc ra mới dịch sang bằng cái tiếng Bali. Đến tổ 12 Mã Minh mới dịch bằng tiếng sang hợp như tiếng tự sang tiếng đó ha. Rồi tới cái tổ thứ 20, 21 sử dụng bằng tiếng sang tri. Rồi tới tổ thứ 26 mà mấy đó thì dùng tiếng Ma. Rồi tới một vòng đời Đạt Ma này, ông sư ông dịch từ A Đạt Ma, ông dịch sang cái tiếng Hán. Tiếng Hán là của người Trung Hoa và dân tộc Hán. Lúc đó người Trung Hoa chia 6 nước Hán, Tần, Sở, rồi Hệ, Hoạn gì đó, nó có tới 6 nước. Nhưng mà ông sư dùng một tiếng Hán. Sau này ông Trần Nhân Tông mới chữ dịch ra tiếng Nôm. Rồi sau này ông Trần Nhân Tông mới dịch ra ông kêu bà Bút Trà đó, thì bà ông biết ông kêu mình thật đó, ông mới dịch ra từ tiếng Nô, tiếng Hán qua tiếng quốc ngữ hiện đại bây giờ. Tôi tính là khoảng 7-8 cái dịch này. Mà tôi đã nói thế này nè, khi mà ngày xưa đó ông ở ngay chỗ cái nhà hát lớn bây giờ, nhớ đó, nhà hát thành phố vậy đó, có phòng mẫu cái cuộc hội thảo về Phật giáo, trong đó tất cả các tôn giáo được tụ họp đó, tôi có dự cái bữa đó, tôi có phát biểu thế này, tôi nói là cái tiếng này dịch ra hoàn toàn chưa chắc đúng, ta hỏi thế sao đúng, tôi nói, ông bà mình nói là tam sao thất bộ, chỉ 3 lần dịch cái sai rồi, mà bây giờ tôi nói cái chỗ sai nhất của chi vua Võ Tắc Thiên mà cho dịch cái cúng quyền ký này. Ổng dịch 600 quyển, 6 người, một người dịch 100 quyển. Bà Võ Tắc Thiên phối hợp lại với Đồng Bộ Nguyễn Năng cho 6 người dịch. 6 cái tên là dịch để mà gom lại chặt ổng ban đầu, đúng không nào thôi. Tại nước Trung Hoa dịch từ tiếng Hán, mà dịch lần tiếng Hán nó chết lại đó. Tại vì tới cái quyển đó là nó đã mù rồi, Đồng Bộ Nguyễn Năng đề nghị là chôn cái này để xin Võ Tắc Thiên cung cấp giấy chiết để mà chiết giác sáu trong nghĩa này. Vừa Võ Tắc Thiên mới là đề cử 10 người đến trên cái này ra. Bởi vì thành ra về sau này là khi mà hội thảo khoa học ở đó đó, hồi trước á tôi có ý kiến, tôi nói là cái quyền kiến thì hoàn toàn sai đó. Nó hỏi thì sao mà biết là tôi nói tôi biết, tôi đọc tôi biết, là vì cái lúc đó bà Bút Trà có cho tôi sẵn rồi, ông mình đặt cho sẵn rồi, tôi đọc tôi biết. Thầy mấy ông lợi ông họp cái cuộc khoa học này thì ông nói ra tôi thấy chặt lắm, nhưng mà tôi nói thôi bây giờ mình còn nhỏ, tôi chỉ có ý thôi, tôi nói là cái này không có đúng đâu, muốn đúng á thì nên nhớ là tôi hỏi thì họ trong cái đám đó hỏi chứ hồi đó có ai có cái bản đồ tâm giới hoàn toàn không ai có. Tôi nói không phải có bản đồ tâm giới, hỏi bản đồ tâm giới sao lúc đó tôi đâu dám trưng cái bài này ra. Lúc đó tôi là được quyền đó, nhưng mà tại vì từ buổi tôi chưa dám nói cái này ra. Thành ra bây giờ nói cái gì cũng được. Bây giờ là tôi nói là bây giờ khi công bố gì ký rồi, tất cả ai muốn thắc mắc cái này tôi mời ra đây. Tôi mời ra đây là tôi đại thọ hết. Xe từ Sài Gòn đến đây được trở lại, tôi đại thọ hết. Thì không có, bây giờ đừng có mong mà nói là nói tôi
này phổ biến giả thì tôi không cần biết, giả thì cứ mời em, chứ tôi đâu phải là tôi em một mình đâu, tôi cho em hỏi đâu. Thì mấy cái vị này nó thì cũng tốt hơn, nhưng mà nhớ là thiền ta không có tranh luận, nhưng mà muốn tranh luận ta sẽ chấp nhận. Thiền ta là không muốn hơn phương cái này, nhưng mà muốn thì cứ mời ta. Không phải thế gì? Giờ tôi xin hỏi ý tư tác giả chiến ngô cố ý về tư vê mô thần đang cố ý tiếp tay cho kẻ vượn chốn thiền môn để quá hoại, để phá hoại chánh pháp. Xin vị chủ giải thích cái này. Cái này nó đúng là về tư vê, chứ tôi không có xem đâu đâu. Nhưng mà chiến ngô mà dám nói cái này là về tư vê là cái gì? Là tiếng nói của quốc gia Việt Nam, chứ không phải nhỏ đâu. Đừng có vu khống cái kiểu này là chết à. Bây giờ truyền hình đến đây rõ ràng nó phỏng vấn cái chùa, có chùa đàng hoàng dám để tu thành Phật, nó thấy lạ mới lên mới hỏi, dám tu giải thoát mới học mới hỏi rồi tại sao mà có cái gì mà dám hỏi này. Tôi nói tôi nắm được tập quyền ký của Đức Phật truyền theo dòng truyền tâm, Đức Phật bảo tôi phải nói ra cái gì cho ai hỏi hết phải nói ra sự thật. Đây là gọi truyền tâm, gọi là bằng sự thật, chứ không phải nói mơ hồ. Thiền tâm không nói mơ hồ. Vì thế mà VTV lần thứ nhất lên, lần thứ hai thấy lạ trở về, đến lần thứ hai đâu phải một lần đó. Nên mà nói một cái mà gương phóng vậy là cái chuyện này nếu mà trường hợp mà VTV nó kéo ra tòa án thì các anh chí ngu này đã tù bổ luật sư luôn á, nó thật chúng ta nhỏ đâu. Nếu mà nghe anh ca nói này anh lấy ông lên mời chí ngu bây giờ nè, còn tất cả thu âm lại mời chí ngu đến đây kể tất thầy chí ngu luôn, chứ không phải một mình đâu. Mà muốn mời bao nhiêu cũng được, 100 người cũng được đến đây, tôi sẽ tiếp đàng hoàng đó. Tôi thật tình là tôi nói là mời chí ngu mà chị được, chí ngu là chùa nào vậy? Còn có người biết cái chùa không? Nếu mà chí ngu mày được thôi phải mời, không phải có địa chỉ. Còn nếu có chùa còn cứ báo thì mời cái chùa, mời cái chùa nào mà nuôi ông chí ngu để lại đây. Còn tôi thì không biết không có chùa nào, nhưng mà có vô lên cái trang Facebook thì người ta chia sẻ cái vườn hoa Phật giáo Việt Nam đó, thì có link vào đó thì có xem, thì của đó cái đó là của thầy Thích Kim Thuận, nhưng không có để ý cái chùa nào. Ông chí ngu là trong chùa chùa gì? Cái bài viết đó là ở trên cái website vườn hoa Phật giáo, như Phật giáo. Bây giờ nè, con nói là mời cái ông là ông gì đó, ông thượng thượng gì đó lên đây. Ở đâu cái chùa đó, đâu biết không? Con biết. Bây giờ thôi thông báo mời cái chùa đó Thích Kim Thuận gì đó lên đây, nếu ở đâu cũng được, ngoài nước tôi cũng bao mấy bay vô đây luôn. Rồi thì đóng chắc với tôi, nếu tôi thua tôi về cái chùa, còn thua tính sao với tôi đó. Nói là nó phải thật thật vậy nha, chứ không phải là muốn nói gì nói. Tôi thì anh cũng giỏi, anh giỏi thì lên đây, chứ đừng có ngồi ngoài mà xỏ mỏ vô mà xem chuyện cái chùa Tân Diệu đâu được. Chùa Tân Diệu này phổ biến ra bất cứ gì đều phải có giấy phép á, chứ đừng có ngồi mà đừng bất cứ ai, kể cả là sư phụ ông gì đó cũng được, hai đứa lớn lên cũng được, tôi sẵn sàng tôi đón chết mà. Tôi bao xe, nếu mà ông đó ông lại bắt á, tôi bao nghe cái bài gì tới xịt tới đây luôn, xe hơi nó chạy vô Sài Gòn thì ông trở lại tôi bao luôn, mấy người được tôi bao luôn nha. Nhưng mà tới phải cho tôi biết đàng hoàng, rồi tôi tổ chức tôi đó, rồi có luật sư làm chứng. Ông thua thì ông làm ơn đó, ông đài thọ hết ông về nha. Còn nếu tôi thua tôi không làm gì cái chùa tôi được, ông phá chùa được, không thành cái này đâu. Rồi nếu mà chuyên đề ông chí ngu có nói gì nữa thì còn có nói được. Dạ, tôi xin gửi ý kiến nào tác giả chí ngu có nhấn mạnh chỗ này. Nhà xuất bản tôn giáo kiểm duyệt nội dung qua lo và thiếu chuyên môn,
vô tình tự hạ thấp uy tín của mình khi cho ra đời tác phẩm Quái Thai. Và đây nói chuyện trong cái chiều luôn. Cái này đó là chi gu, cũng là vu khống của nhà xuất bản tôn giáo. Đó tôi nói là nhà xuất bản tôn giáo kiểm cái này 7 tháng trời, làm sao mà qua đó được? Kiểm 7 tháng trời mới cho ra cái này. Nó nhà xuất bản tôn giáo mà kiểm 7 tháng làm sao qua đó? Có mấy trăm trời, có mấy trăm trăm giấy thì 7 tháng trời cũng điện tới điện lui hỏi tôi này kia, tôi trả lời thụ lý. Sau cùng tôi còn dây dết, tôi còn nhớ với tôi còn cam kết tất cả những gì mà nếu tôi nói không đúng tôi chịu tội trước pháp luật. Tôi còn muốn ghẹt tôi cái tội ghé đâu tội gì cũng được, tôi dám nói tôi có cam kết gì vậy. Nói thì giờ mời tiếng ưu đi hỏi đi, đừng có nói về nhà xuất bản tôn giáo vậy. Nhà xuất bản tôn giáo ở đây là cái dân học của quốc gia về tôn giáo chứ không phải nhỏ. Nếu mình biết thì nói biết thì thôi. Bài đào đầu ở trong góc mà cứ la lên, ngủ ra, ra lại ánh sáng nè. Bây giờ ở đây người ta cho hỏi tự do nè. Còn nếu mà cái chùa nào mà ổng giỏi á, thì hoặc anh ổng học ông sư phụ nào, kêu sư phụ đến đây. Đâu còn gì nữa câu hỏi thì cái thứ năm thì nó chỉ vậy thôi, cái thứ sáu là vậy. Tất cả cái cô viết Tiền Tâm Tân Diệu nên chính thức xin lỗi với hội Phật giáo Việt Nam, cộng đồng Phật giáo trong và ngoài nước, quý độc giả nhân dân dưới sự tham dự của Thượng Tọa Thích Vũ Chánh, Thượng Tọa Thích Thông Phương và Thượng Tọa Thích Nhân Từ. Xin tổ chủ ra đi nêu ý kiến về vấn đề này. Biểu tôi xin lỗi giáo hội, rồi ông Thượng Tọa Thích gì Thông Phương, ông Thông Vũ Chánh, rồi gì đó Thích Nhân Từ. Thì nói đúng ra ông Thông Phương Vũ Chánh thì chưa có đụng, nhưng mà ông Thích Nhân Từ có đụng rồi. Ông nói đó là người ta hỏi ông chứ nếu muốn thành Phật phải nên đến Phật tu tôi đó, vậy ông phùng rồi đấy. Đến Phật của mình nên tu tôi cái gì? Tôi đã từng viết cái thơ tôi gửi cho Nhân Từ, bảo đảm trong 30 ngày phải trả lời cho ông Phật. Ông trả lời tôi đưa lên mạng, tôi đưa xấu. Một tiến sĩ Phật học không thể đi ra ngoài ngoài nước ngoài giảng mà mới đem Phật cái đánh Phật ra tu, ông có phụng nè đánh Phật của mình để tu. Còn tu chưa tạo ông Thông Phương ở một chánh tôi chưa cả, nhưng mà mời tới. Tôi hỏi kiến cái chỗ này, thí dụ bây giờ ông Thích Nhân Từ có nói như vậy thì nó là cái chuyện nhân quả không? Tại sao dù Thiền Tông Tân Diệu lại xem về cái vấn đề đó? Tôi hỏi thôi. Nhân quả tôi không biết, nhưng mà do ông thần quản lý nhé. Tôi nói thật nha, một người tu mà không hiểu cái này đi lừa gạt người ta thì trong quyển sách số 7 số mấy tôi có nói là đi làm thực vật không có nhân quả gì tại đây. Cái là nguyên tắc vật lý nó phải vô cho nó thôi, chứ không có nhân quả. Tôi thì tôi không biết cái nhân quả gì, nhưng mà cái người mà không biết giác ngộ giải thoát là gì đi giảng người ta thì chắc chắn đi làm thực vật để trả quả báo, gọi là qua nắm một cái nắm cho ta ăn vậy. Nào mà đủ cái số tiền mà ta cúng cho mình á, đừng có trả lời là người nữa. Thì nên nhớ rằng một cái nắm có 500 mà ông nào ăn ta mấy tỷ nhận tính đi, đến thời gian bao nhiêu. Tôi không biết cái đó là nguyên tắc nhân quả vật lý. Một cái nắm giờ tôi cho 1.000 như dễ tính đi, ông đừng lừa người ta 1 tỷ là sao, tính bao nhiêu cái tay nắm. Rồi thời gian qua rồi làm sao mà vị chủ biết là ông Thích Nhân Từ không phải là người giác ngộ, làm sao ông dạy cái chánh pháp mà không đúng? Thì vị chủ giải thích cho mình. Nếu giác ngộ thì giảng nếu đúng, còn người ta ông giảng ông nói là muốn thành Phật thì phải đem hết Phật ra tu kiến tánh tổ Bồ Đề Đạt Ma. Ông bữa ông chú cái vị nào hỏi tôi đó, hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma đó là kiến tánh thành Phật. Còn ông tổ ông Thích Nhân Từ ông nói là kiến tánh khởi tu, có nghĩa là kiến tánh đem cái Phật tánh ra tu. Cái nói này dởm rồi, tiến sĩ dởm rồi. Một tiến sĩ đâu có nói cái chuyện gì được. Cái chuyện này là để cái người thông hiểu á, chứ một người mà đi đây đi đó giảng mà kiến tánh khởi tu thì dởm chắc chắn 100% rồi. Là để làm sao
rồi bây giờ có tên ông này là tên muốn hạ thì dễ rồi, tại sao mà ông không phương muốn lên đây thì lên, có địa chỉ rõ ràng. Tôi có gửi là em nào mà trong ban quản trị tiếp, tôi ghi số điện thoại nè, cứ mời lên đây. Còn ông cũng tránh gì tập để cái sư phụ luôn, nó luôn không cần đây, chỉ cứ mời lên đây. Ở tôi kia là con người thật, việc thật, có chùa thật, chứ không phải là nó mơ hồ. Nếu tôi không đúng thì lên mời. Còn vấn đề mà tôi có trả lời là nếu mà giáo hội kiểm tra tôi thì tôi mời, chính quyền mời, chính quyền lại em tôi mời hết là chứ đâu phải tôi không mời. Tôi làm sai quá, còn về cái chùa này em chỉ được nói thôi. Chứ còn nếu mà nó ngồi ở ngoài mà cái kiểu đó, tôi nói là đừng có lợi dụng cái đạo Phật đi kiếm tiền. Muốn kiếm tiền anh học cái nghề gì á, anh ra kiếm tiền, nó không có nhân quả gì đó á. Còn anh lợi dụng cái đạo, con là đạo giác ngộ giải thoát, anh không biết anh lợi dụng cái này để anh coi chừng nhân quả rất nặng. Nói cho biết, nhắn đi, nhắn đồng chí ngu này nè, nhắn đồng chí ngu này nè, nó không biết thì nói không biết gì thôi. Ông đừng có chơi nhân quả, nó thật anh có thích nhân quả này. Rồi con có hỏi đi, có gì cứ hỏi đi. Rồi tôi xin nhận diện qua cái lý quả. Tác giả như cô có biết trong cái bài đó là vị chủ nguyện nhân đây đăng đàn tiếng pháp công đức hết thể như tôn giáo Phật, trong đó có là một tính thanh từ, thì xin vị chủ dẫn cái vấn đề đó về cái lời nói. Tôi nói là đăng đàn tiếng pháp này phải đi đến ngu mới nói là vậy mà. Tôi có tiếng pháp gì đâu, tôi viết sách ra, tôi công bố quyền ý ra, ai không biết tôi không trả lời, chứ không phải thuyết pháp. Thuyết pháp là khác, thuyết pháp là tôi ngồi tôi nói thao thao tiện là tôi thuyết pháp. Còn giờ tới đây kia kêu về trả lời cho hỏi tôi trả lời, chứ tôi có thuyết pháp gì đâu. Hỏi là tôi viết quyền ý ra, thắc mắc gì đâu quyền ý, hỏi tôi nói là rằng tôi là người một soạn giả viết cái tập này ra, thì tôi có bổn phận là tôi đáp ứng lại cho bất cứ ai hỏi trong cái quyền ký này. Nhưng mà tôi nên nhớ rằng tôi có xin phép đàng hoàng, nhà nước cho tôi trả lời, giấy phép vẫn còn đàng hoàng chứ phải mất nha. Còn ai tôi nói thật cho tôi nhắn đó, đừng có đứng ở ngoài mà nói muốn về chùa này về tới đây về luôn khỏi cần đấy, mời chính quyền đến đây, mời kêu bằng luật pháp đến đây về cái chùa này tôi quan nghiêm. Chứ không phải tôi nói ra tôi chạy trốn đâu. Họ còn gì nữa thì không có hỏi chứ. Ý cũng hỏi là tác giả Như Cô nói như vậy thì Hòa Thượng Thích Thanh Từ sai câu nào, mà viện chủ nói là Hòa Thượng Thích Thanh Từ nói cũng cho thí dụ đơn giản, thí dụ ai nói Thích Thanh Từ là tác. Tác giả đó là viện chủ huyện nhân đây đang đàn thiết pháp công đức hết thể như tôn giáo phẩm trung ương, trong đó có cả Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Tôi cái này tôi có nói, không có nói thuyết pháp, mà cái bữa tôi nhớ rồi, không biết là người như tháng 2, 17, tháng 4, 17 gì đó, thì có một cái anh ở vườn như anh Thoảng ở quận Bình Tân á, ông nói ông Hòa Thượng Thích Thanh Từ vậy nè, ông ra là kiến tánh nhận định đó đúng không? Tôi nói phải, kiến tánh là thấy bằng tánh Phật, còn nhận định không ý nghĩa gì hết. Tôi giải thích vậy thôi nha, chứ tôi có chê. Rồi ông nói Hòa Thượng Thích Thanh Từ là nói là giáo ngoại biên truyền, nói đông hiểu tây. Tôi nói Hòa Thượng nói vậy là sai. Giáo ngoại biên truyền cái lời dạy đi ngoài kinh điển, chứ phải bị đặc biệt truyền ngoài kinh điển. Câu này là của Tổ Bồ Đề Đạt Ma lặp lại của Đức Phật. Câu này bốn câu của nó là bất lập danh tự, giáo ngoại biện truyền, trực chỉ chân tánh, kiến tánh thành Phật. Mà trong đó ông chính là trực chỉ chân tâm, kiến chân tâm không đúng, mà là trực tự, tôi sửa lại là chân tánh. Cao
năm này tôi đã chỉnh là chứ ở dưới Sài Gòn trước giải phóng này ta cũng nói là trực diễn nhân tâm, tôi nói phải trực diễn chân tâm, nhưng có chân tâm con người không có tâm gì đâu, không có cách nào mà chân tâm chân tâm, tại vì ta không hiểu thì chỉ nói sai, nhưng mà cái người nào có cứ lớn ta nào mà nói sai tôi nói sai, đây là nó tự do mà, tự do ngôn luận mà, tôi nói trong hiến pháp rằng là chứ mà tôi nói, còn nếu mà nói tôi nói không đúng thì cái lại đây tôi mời mời lại đây để tranh luận. Tôi xin hỏi cái thứ tám, tác giả Chí Ngô có viết chùa Thiện Tông Tân Diệu không có tu sĩ, chỉ có cư sĩ tự xưng, tin như vậy có đúng không? Nói đúng là nói tôi cư sĩ không đúng được, tôi tu sĩ không đúng, mà tôi là con người nắm quyền ký không tu không tu, nên đức cư sĩ là tôi tu, mà tôi đâu có thiên tu là tu, cư sĩ tôi không có tu, nên mà sở dĩ tôi ngồi đây tôi nói là tôi nắm quyền ký, tôi giải thích. Mà trong này thì sư lý rất xảo, phong tôi là Thiền Tông gia mỹ nhân, có giấy tờ đàng hoàng, nghe không? Tôi nói là không mà hoàn toàn cái hệ thống Thiền Tông có tu. Tôi chẳng lý là tu chứ thì không hoàn toàn không tu chữ nào hết. Nếu tu thì không thành là vinh. Để khi nếu mà Phật tử thì tâm thì tôi tu không cho tụng kinh đó. Nhưng mà đến Phật gia là hoàn toàn không tu. Rồi Thiền gia là hoàn toàn không tu. Thì thành ra còn tôi đây tôi đứng tôi nói đây là tôi giải đáp vấn đề sách tôi viết ra. Trong bốn quyền ký tôi viết ra. Còn vấn đề tôi đứng ra truyền thì có gốc rằng là trong quyền ký yêu cầu tôi phải làm cái việc này, thì sư lý xảo yêu cầu tôi phải làm cái này, trong tất cả quyền ký nó có bài án là mà sắc phục Phật tử Thiền Tông Phật gia rồi Thiền gia nó có đầy đủ những cái công thức, cái bài mà bây giờ đó đến hình như là cái bài 36 vị tổ Thiền Tông đều có một bài truyền thì đối với Phật truyền, về sau người nào nắm được quyền ký thì phải tiếp tục truyền lại được theo dòng Như Lai. Trong cái bài 92 câu kệ của Đức Phật nói gì, 92 câu dòng giải là phù thiện tâm, cái câu sau cùng nói sao người có tâm lớn phải nói với dòng Như Lai tu gan nè, tu gan tu nấu. Còn nếu ai nó nói sai thì đấy tôi đưa tiếp, mà cái này tôi nói không phải tự viết ra, nhà xuất bản đồng ý cho tôi xuất bản là đúng rồi, hợp pháp tất cả những bài truyền đều của nhà xuất bản hết nhà. Đó là quyển số 8 dạy cũng biết mà ba mươi mấy vị tổ đều có bài truyền tiền hết, nó có là có cái chuẩn nào mà chứ làm sao đó tôi biết. Thì chủ như thầy hỏi thì chủ nói thì chủ không phải là tu sĩ cũng không phải là cư sĩ, thì những người đấy đây họ tu theo thiền tông thì họ được gọi là cái gì? Không có nói tu sĩ cư sĩ, đây hoàn toàn phải là Phật gia Thiền gia Phật tử Thiền Tông, Phật tử một người con Phật tu theo pháp môn Thiền Tông, chỉ nói chỉ tu là cho nó có hiểu cho các mọi người, một Phật tử theo pháp môn Thiền Tông bỏ chữ tu. Vì thế mà trong này hoàn toàn không có sạch tiếng tu, nhưng mà người ta hỏi thì phải nói cho dễ hiểu thôi. Chứ đây nhớ là Phật tử Thiền Tông không có, không là họ không có tu, bỏ chứ tu đi, trên này hoàn toàn không có tu. Nếu mà tu thì nó thì nhận lý rồi, sao cho không có nằm, bởi vì Thiền Tông nó phân tích được cái chỗ này. Thiền Tông ai cũng tu Thiền Tông là tìm, cứ là anh phải giác ngộ là tìm hiểu tôi nói cái gì, rồi giải thoát đi đâu hai cái món này đâu. Còn nếu mà nó tìm hai cái này đến đầu để tụng kinh đoạn bỏ nó cái chuyện nó không phải người Thiền Tông, mà cái đó cũng với bên vật lý ta muốn cúng tụng còn trên tiền chuyện đó là khác. Bởi vì nếu mà dạy sáu pháp môn tu mà nó tu cái gì cũng được ha, Thiền Tông thì nó có công thức của nó, tịnh độ mật chú niệm phật gì nó có công thức hết, chứ không phải. Nếu mình nói là vậy, bây giờ thành ra nói cái này phải nói cho rõ ra. Nếu bởi vì tại sao cái pháp môn Thiền Tông này hồi xưa Đức Phật không dạy, chỉ Phật nói là nếu mà nói phải chứng minh được cái lời nói Như Lai nói là phải chứng minh bằng chân tích thì pháp môn Thiền Tông này mới nói được. Còn lúc không chứng minh được không có dạy cái này,
người ta chửi liền. Đó, tại cho căn cứ vào này thì đợi đợi mà thượng pháp không công bố ra, chứ đời ma pháp mình chưa dám công bố mà. Chú như là cách mấy chục năm, năm sáu chục năm trước không dám nói chuyện này đâu, mà giờ mới nói, mà nói vậy, mà nói mới năm rồi thôi, mới năm 2017 thôi, chứ hồi trước 16 không, thật chưa ai biết cái giải thoát là cái gì. Rồi con hỏi đi. Tôi xin hỏi cái thứ 9 đó. Tác giả có yêu cầu chùa Thiền Tông Tân Diệu, chỗ này nó cũng hay, tôi xin trình bày chỗ này. Tại sao chùa Thiền Tông Tân Diệu không mở một cuộc hội thảo khoa học chuyên môn đầy đủ các nhà khoa học, chư tôn đức giáo hội và giới nghiên cứu Phật giáo để thẩm định và đánh giá lại? Xin chủ cho ý kiến về vấn đề này của tác giả Thiền Tông. Tôi nói đúng ra đâu có phải có tư cách gì mà ngồi giáo hội. Tôi phổ biến ra ai thắc mắc lại đi hỏi. Còn nếu á cái chuyện này thì chỉ ngu phải đề nghị giáo hội, đề nghị giáo hội tới đây hỏi vấn đề cho nó ra để cái chuyện tâm này thì được. Giáo hội người ta cấp trên ta nói được, còn tôi cái tư cách gì mà tôi phải tổ chức ra cái này? Mình nên nhớ là tổ chức này nó không phải đơn giản đâu. Nên nhớ là tổ chức một hội này tốn mình tốn nửa tỷ bạc chưa tổ chức nổi. Như mời thí dụ mời người Bắc đi vô thì cũng phải mời lên tới 3 giờ ra, mời Sài Gòn lên cũng vậy, mời các tỉnh tới rồi mời thì phải mời hết chứ không phải mời một tỉnh rồi. Muốn thầu thảo khoa học thì mời thông báo tất cả các ban quản trị các tỉnh trung ương, mời ai đi đăng ký, mỗi người bao nhiêu thì cái người tổ chức phải đại thọ tôn tính, đại thọ nổi không? Trời ơi, muốn tổ chức một cái hội thảo này mới đơn giản, mà mình đâu có tư cách gì mà tiền đâu mình làm những cái chuyện này. Còn tôi thì chỉ ở trong xóm để mà xin công bố này ra, rồi xin viết này ra nhà xuất bản gì thôi, tôi viết theo ý tôi thôi, theo cái sưu tầm của tôi thôi. Còn ai cũng thắc mắc gì thì lời hỏi, tôi đồng ý cái gì. Chính quyền cho phép tôi ở đây trả lời thoải mái. Chính quyền bảo đảm. Nha, đừng có vi phạm an ninh quốc gia rồi, đừng có đưa người ta mê tính gì đâu thôi. Chính quyền yêu cầu tôi có hai cái điểm này. Đừng có hủy hoại môi trường. Thứ hai, thiết đừng có làm mất an ninh quốc gia. Thứ ba, đừng có gieo mê tính gì đâu. Rồi cũng nói gì hết. Bên đạo Phật cũng nói gì đó, nó thoải mái luôn. Nè, nói chuyện trên trời đất mình muốn được một tập. Mà tôi nói thì tôi không nói chuyện trên trời đất đâu. Mà tôi nói đâu cũng phải có căn bản đó. Ai hỏi ai đi ra đâu, tôi đưa tâm nhớ tôi chỉ cho. Chứ đâu phải nói mặt đây nè, cái đó là mặt đây nè. Cái này không phải tôi nói mặt. Trong quyển 10 đã nói ra rồi thì nhà xuất bản, hai nhà xuất bản cho xuất bản cái này. Thì đương nhiên mặc nhiên công nhận cái này, công nhận cái tâm giới này. Thì bây giờ nếu ai không tin, không công nhận cái tâm giới thì mời cái người đó tự mời, chứ tôi đâu được. Còn nếu mà chính quyền muốn kiểm tra thì cứ báo cho tôi biết, đến tôi mở cửa tôi mở cho kiểm tra, không có sao. Rồi thì tất cả mà tôi gửi có chính ý thì chủ trả lời thì tôi cũng để tôi coi, tôi sẽ dùng cái thời gian để cho người khác xem kết thúc hỏi. Dương Đức Ký ở Hà Nội có hỏi: câu thứ nhất, trong 36 vị tổ sư Thiền Tông, có vị tổ nào đi theo dòng Thiền Tông mà làm tổ nhiều lần không? Dương Minh không có trả lời. Bây giờ tôi chứng minh là câu đó là tạo tôi chứng minh được không? Nhất là ngày đầu á, thì Đức Phật có nói gì nè, đệ tử ông là ai mà muốn tạo nước đi theo dòng Thiền Tông á, thì cho nó biết là giận thì không chừng, ông lo thì chừng. Ông bảo là ai muốn tạo công đức, bởi vì ngày xưa tổng không được, nó phải nghe. Nhưng giờ hỏi cái là sao tạo đức dẫn đi theo dòng Thiền Tông á, thì tới đó ta công bố rồi mình giúp người ta. Có nhiều khi giờ đây người ngồi đó cũng là những ông tổ ngày xưa mình không biết.
chứ đâu có nói bằng gì. Tại vì tới thời buổi này tôi nói ra thôi, chứ còn làm sao biết, nếu mà nói cái này không được lắm. Cái gì đó thực tế mà nói còn mơ hồ được rồi đó. Chào câu hỏi khác nè. Ở trái đất này thì các vị thần làm chủ về tâm linh. Khi đó Đức Phật dạy đạo giải thoát, thì giữa Đức Phật và cái vị thần chủ này có thỏa thuận gì không? Ở trái đất này có vị thần làm chủ về tâm linh, mà khi đó thì Đức Phật dạy đạo giải thoát, thì giữa Đức Phật và vị thần chủ này có thỏa thuận gì không? Cái này là cho ông Phật cũng nói lại trong huyền ký. Trái đất này nó như là ngũ thú tập cư, con mượn thần thì làm chủ, làm hiện tượng lạ, nhiệm vụ vậy thôi chứ không có cái nhiệm vụ nữa. Còn con người làm chủ trái đất này về dẫn cách, về tài nguyên môi trường con người làm chủ. Kể con người quý quý diện nó rất nhiều, ta cũng con người chứ không ai. Phải hiểu căn bản vậy. Còn vị thần thì ta có cái nhiệm vụ là thần chủ thế giới, ta làm ba cái đạo lớn, đạo trời, đạo tiên, đạo thần. Và cái đạo nữa là cái đạo đạo trời hay là phía tây khi mà đặt sơn. Đầu tiên nằm phía bắc, còn đạo thần nằm phía đông, đạo Phật nằm phía nam. Nhưng mà đạo Phật là do con người làm. Nhưng mà khi con người đi giải thoát rồi thì giao lại cho thần chủ quản lý. Phải nói rõ cái này. Thành ra bây giờ tại sao mà ta tu sai thì không phải đâu mà sai. Tại vì theo cái quy luật nhân quả, mấy điều Phật làm ra vì còn năng còn giá làm ra không còn ở đây thì tao phải quản lý, giống như các nhà ông ở tôi ở bên cái đất này là tôi tập chủ ở mà chủ chứ mà ông đem cho cái này nó có nguyên tắc anh hỏi nhà đóng rồi anh không có người vô anh không có nhà vô thì có cái câu hỏi này nó tại sao là cái dòng tiền mà họ không chạy nó chạy vậy nó chữ tôi sao tôi dám chạy đó mấy ngàn để tử chữ đó rồi làm sao dám chạy. Thì họ chuyện về giao ai giờ nó chữ hết rồi thì thôi giờ kiếm cái ông nào mà giấu ngoại hiện tiền nó cũng đi đi thì nào mà nữa tới mà phạt mà được pháp thì nói lại cho ta nghe thôi chứ không phải đâu. Thành ra bây giờ phải nói là có nghĩa là cái đạo Phật khi nào mà Đức Phật nhập niết bàn rồi không ai tu nữa, tu giải thoát nữa. Vì thế á mà tôi chứng minh là khi Đức Phật nhập niết bàn rồi không ai giải giác ngộ về giải thoát, hoàn toàn không ai biết cái gì này. Tại vì mấy ông tổ dẫn đi rồi là tới khi mà giác ngộ giải thoát công bố ra bị chửi gì nói rồi sao bây giờ tôi chỉ nói mà sự thật mà giờ còn chửi thì hỏi như vậy ai dám nói. Tôi nói đúng là tại đó tôi liều mạng nghe tôi nói vậy thôi chứ hồi xưa bây giờ giao tôi hậu tôi không dám nói cái pháp này ra chứ được đó. Nó bây giờ tại vì nó lỡ rồi, nó lỡ tôi hứa với chị sư Niên Thảo quỳ tại chết điện này chứ đâu thề với Thích Ca là con chết con bay một mũi đó. Giờ đó ông bảo vệ con được thì con nói cần bảo vệ nữa đầu con chết cái rồng xong con mẹ nói nên tôi nói trước mặt cho chúng ta thì khó là khó ở chỗ này. Con người nên nhớ là quản lý và tất và quản lý cái đất này là con đúng một người đặt cái đất này cho vậy luôn. Nó nói bọn thành là chỉ con cái làm chuyện mà mình đúng lắm nhưng mà nhờ nói con người là thế nào bây giờ thì khoa học kiểm phải là con người cái đất này sống chết cho con người. Trong con người chứ con ai mà cái đạo Phật cha nói cái ngày xưa mà nói cái đất này do người quản lý, linh cũng chửi đi, đệ tử cũng chửi đi. Đó giờ ta nói cho thầy giờ chứng minh rằng con người cái đất này cũng tốt thì cũng con người mà cũng xấu con người, cái đất bệnh cũng con người mà chết cái đất tan rã cũng cho con người, cái cho con người quản lý. Rồi phải tiếp đi.
sau khi cái vị thập chủ này hết cái phước làm thần trở lại làm người thì Đức Phật có độ cái vị thập chủ này gặp Pháp Môn Thiền Tông không? Bây giờ ai đúng vậy, đều ông làm thần làm trời làm thánh gì mà anh muốn làm, anh muốn trở về phong đức làm con người tạo công đức anh về, anh không quên cái kiếp thần anh đi. Cái tuần ngày xưa ông Thích Ca bởi vậy không? Ông kia ông trở lại lần đó ông có nhìn lên nhớ mà ông nhớ là hồi xưa ông làm cái gì sao cũng đức. Ông Thích Ca cũng làm thật cái bên đó, cho nên nó qua rồi thôi. Bây giờ thì tất cả những người muốn trở về Phật giáo phải làm người tu thì ông mới về là người được. Còn nếu ngoài không có, không có tu không có cái nào trở về Phật giáo được hết. Giờ mà ngoài Thượng Đế phải muốn về Phật giáo cũng phải xuống đây tu làm người, tu làm người rồi tu thì tao mới về được. Còn nếu mà tu mà bỏ bỏ thì tao còn lâu. Rồi hỏi tiếp. Ở thế giới vật lý này á, thì kiếm tiền mà chôn tiền thì bị nhân quả. Còn người tu theo Thiền Tông á, muốn kiếm công đức mà chôn công đức, làm thơ mà chọn thơ thì có bị nhân quả gì không? Câu hỏi này nó không rõ lắm. Mình tạo công đức bằng cái gì cũng được, cái là tụi mình nói thơ, nói kệ, viết sách gì đó mà cho người đó hiểu là ngôn đạo là có công đức. Bởi vì thành ra cái, bởi vì tôi nói là cái công đức này cũng tạo đức nó đa dạng. Chửi giống như bây giờ tôi nói thì giống như ông gì ông Chí Ngu để chửi tôi đi nha, mà tôi nói là ông ngọt ổng đâu đi lợi nói người khác hổ đi, ổng có công đức á thì tôi có khác nào giống tôi yến đâu, tôi yến tôi chửi tôi là được, bị đàn tà đạo ma giáo bây giờ ai vậy? Bây giờ hiện giờ phút này cả trăm người tâm huyết của người xin chú chỉ Thiền Tông giờ đang cấp mà chùa Ba Vàng luôn đó, tôi nói thật chứ mà chùa khác thì quá trời tôi không biết nha, chùa Ba Vàng hiện có 100 người trong này làm đơn xin chú chỉ là sao thì nhà cô yến chửi, nhà cô yến với thuật cô yến vậy nè, đưa cái quyền ký ra trước chùa Ba Vàng mấy trăm người ta biết đó, ta đâu có nói gì thì ta đi tìm cái này có cái gì mà tại sao lại ai vậy vô bị 500 hút nó không được lại rồi đó thì cứ vô bây giờ nói thật ra cái chuyện mà trả lời Thí Ngu nãy tôi không có buồn hỏi, tôi rất cảm ơn nhờ ông la cái này tôi người ta sẽ nghe, người ta sẽ thấy cái chùa này nó thật đúng đó. Mà tôi nói đây tôi luôn đâu phải giấu đâu, để tôi nói về anh em phát lên mạng đi, bao nhiêu tiến sĩ hay là hòa thượng nhiều muốn tới đây thoải mái không đâu các bạn, tôi mời hết mà tôi mời tôi ăn cho cô lên xe đàng hoàng cho tôi thấy mà phải báo đàng hoàng chứ phải muốn lên là đứng nào lại, tôi đâu phải ở đây hoài đâu, có kỳ thần kỳ giá rồi phải tiếp đi. Người tu theo đạo Phật cạo tóc mặc áo vàng dụng công tu tiền kiếm mà tự xưng mình là tổ sư thiền thì sẽ bị nhân quả gì? Cái câu này nó nằm ngoài cái Thiền Tông này, ta tu ta cũng xưng gì chỉ của ta hỏi ổng cái gì tôi nói nhân quả gì mà căn cứ đâu trong quyển sách á, nếu mình không phải cái đó mình xưng cái đó là mình đấy, giống như tôi phải gì tôi nói là ở thế gian mình không phải bộ trưởng này được kiếm kia, mình xin bộ trưởng để mình được phá cái bộ mình thôi, còn cái này trong đạo muốn vậy mình tổ sư thiền là cái gì mình phải biết, tổ sư thiền là chỉ có mấy chục ông thôi, sao đợi tổ sư thiền là gì có tổ sư thiền nữa, phải hiểu rồi mình tự xưng mình ráng mình chịu cái nhân quả không, cái đó mình biết rõ ràng rồi, giống như kiểu mà xưng nhỏ như tiền giống như mình chạy xe ra ngoài đường mà đeo mắt kính đen á, họ có xe đụng một cái đó tôi không biết, chạy thì biết ta mình đã các chuyện ở trong thế gian vật lý này, thế chắc nó tạo cho nhân quả, anh làm vậy nó còn anh chết nha, anh làm phải lừa đi hưởng cái nguyên tắc cái đất vật lý là nó là vậy,
Còn câu hỏi này thì thôi cho đi xếp đi. Tại vì có nhân quả không là hỏi ông á. Ông nào siêu tổ tiêu tiền hỏi ông. Khi một đấng Phật vào trong tam giới thì có một vị Phật đến xác nhận với chủ nhậu độc. Vậy khi đấng Phật này ham muốn trở về Phật giới và có đủ công đức thì vị Phật này sẽ làm những gì để dẫn đến Phật về? Một vài vị Phật mà muốn trở về Phật giới ra thế này, nó phải lưu màu cho đã để được rên. Nó tập ở trong này thì tôi muốn trở về quá, không biết là sao ông mới rên. Ông rên là cái ông Phật ông dẫn mình vô đó, cũng về phải không? Nhưng mà nên nhớ là lợi thì đầu mình nghĩ ra, tôi không có dẫn mình đi được. Chứ mà nó chưa, mình rên thì đáng chịu quá. Phải đợi mình nghĩ công bố ra cho mới. Ta mới chỉ lại cho tu, dù chỉ cách đó, ta chỉ tới đâu không tin thì làm ta đi về. Không tin thôi. Mà khi mình có công đức thì mới đeo theo mình là đúng rồi, chỉ cho nó chịu nghe. Có nhiều người cũng nghe thiền tông cũng chạy lại vài bữa chạy hết. Có nhiều khi vô thiền tông còn chửi thiền tông nữa chứ đừng có nói gì. Đó thành ra vào cái chuyện đó, khi nào đi cho đã thì mở rơn. Nên rồi phải gì coi là cái tiểu sử Thích Ca đó, ông đi mấy tỷ năm rồi mà ông rơn cũng không để ở trong này ngoài thì làm sao đi. Ông rơn thì ông nhiên năng nó chạy qua con thân chạy qua nó rước về, mà nó về nó phải rước về về liền đâu. Từ đó lên đến kia sống mấy trăm năm nữa là ở đây mấy đời nữa mới xong. Thấy không? Đâu phải muốn nhìn về cái gì đâu. Mình ở đây muốn tạo công đức một ngày này không được, có công đức rồi mà không về được thì cứ giữ đó đi. Rồi đây không ai chịu ra tới. Rồi công đức này nó phát ra đi theo. Không thích. Nó phải trải ra bao nhiêu mấy chục ông thích. Mấy ông tổ Phật ra đời chứ không phải đấy đâu. Mọi giờ hơn thì cứ cố gắng tạo được cái công đức gì vậy. Rồi hỏi tiếp. Mọi người có công đức và phước đức dương bằng nhau mà dùng diệu thuật buông. Ngay khi vừa nói xong, qua tiêu của vị Phật dẫn về đã xuất hiện chưa? Chưa. Khi nào mà buông mà rơi ra thì mới được mà mới xuất hiện nha. Còn đang lúc dàn co không lấy rồi. Bí câu này là nơi đây ngã rẽ hai đường, kẻ theo lục đạo người về vô sanh. Khi mà mình đã rơi rồi thì mình xuất hiện liền. Còn nếu mà ông giảng sanh thì thôi mình đi đâu mà đi. Giảng sanh là do Phật ông dẫn mình đi, ông đẩy mình đi. Còn rơi, vừa rơi ra khỏi tay thần rồi thì kim thân Phật mới làm qua tiêu được tiền dẫn mình về. Chứ hai ngày hai cái đang làm con không có lợi đâu. Ông chưa có biết cả ngủ đâu, ông có can thiệp. Bởi vì Đức Phật hoàn toàn là không can thiệp vào thế giới nhân quả này. Chừng nào đi ra từ ta ăn và tưởng dẫn đi về cho. Chứ không phải đi đưa ấy được, không phải ông Phật ở đây để mà phân xử cái vấn đề mà lương hầu với ông lương hầu qua còn ông rớt tới đây rồi hả tin. Một người có công đức nhiều hơn ác đức, nhưng mà công đức thì lại ít hơn phước đức vô, thì người này muốn về Phật giới thì phải làm sao? Thấy vậy thành ra nếu đó ba thứ này nó bằng nhau được mà thua rồi mình đi đâu? Bởi vì nếu ông thần kéo về vô cái đất không chịu mà không chịu tôi bỏ luôn, kéo lên thượng phước dương không chịu thì về thì mới ra đây là đây là đó này là đường mình làm sao mình rơi thì Phật tiếp mình, còn chưa rơi không nhờ luôn đó. Phải hiểu chỗ này, cái đó là nãy trong cái gì cái dặn dò nó dặn kỹ rồi đó. Khi trung ấm thân bắt đầu rơi sẽ có qua tiêu những đường, ngay khi đó đấng Phật phát hiện ra qua tiêu giả thì lúc này đấng Phật phải xử lý như thế nào? Mình đứng ở đây và mình đứng lại thì qua tiêu giả nó bay luôn. Nha, bắt đầu mình ổn định rồi mình bắt đầu rơi thì qua tiêu bắt đầu tiêu qua cái nó cái gì nó xuất hiện rồi. Nha, nên nhớ là mình thử mấy lần ha. Bởi vì khi nào mà ông Phật ông thần mà can thiệp vô rồi ông không thèm. Thế còn mình có quyết chí mình không? Nếu mình quyết chí đi về chẳng dứt
nhưng mà phải có điều kiện với người rơi mới xuất hiện được. Giống như một dynamo nằm yên không phát điện mà giữ nhiều dây điện nó ra liền, đó cái lượng rơi cũng nằm trong cái dạng vừa rơi thì chưa phải phát thanh tới liền là bao nhiêu thì giống như dynamo đứng yên không phát điện mà vừa nhúc nhích là có điện, đó phải hiểu giống như cái hiện tại này. Còn tiếp theo là người tu thiền tâm giả sử chết đột ngột thì có được rơi vào trung tâm điện hành luân hồi hay không ạ? Thì chết đột ngột thì nó cũng nằm ở kia thôi, ngủ thức dậy được nhưng mình thấy cái gì đó chết đột ngột cũng vậy, mà mình thức dậy đó cái trung tâm mình đã sáng thì tâm mình rơi. Còn nếu mà không thứ thì giống như cái nãy dễ thích nãy đó, nếu mà cái đó đột ngột mà chết từ từ vậy thôi. Nó khi mà ngủ thức dậy sẽ biết chết từ từ là mình biết được mấy ngày trước, còn chết đột ngột vẫn biết nha. Nhưng mà cái này nó khó hiểu lắm, thí dụ ai mà bị tai nạn là trước đó mấy ngày sẽ có những cái chuyện xảy ra nhưng mà ta không để ý nha. Có nhiều người họ vừa chết không còn tỉnh ngày qua cái ngày hôm kể lại nha. Tất cả trước chết đột ngột hay là chết bệnh đều có thấy trước đó. Bây giờ ai để ý nè, ai để ý mà ví dụ ai mà lỡ bị cái tai nạn xe đó, trước mấy ngày trước có cái điều, ta gọi là cái gì? Đã là cái gọi là nhân quả nó báo trước cho mình đó, mà ta gọi là cái điều, chứ là đó là nhân quả báo trước rồi. Giờ nó tiếp đi. Người được truyền thiền thì sẽ có một vị Phật theo sát chỉnh đường cho mình. Vậy chứ hiện tượng mà vị thần theo mình á, thì làm sao mình biết được? Khi truyền thiền á, thì sẽ có một vị Phật theo sát dẫn đường cho mình, nhưng mà làm sao mình biết được là có hiện tượng nào là vị Phật sẽ dẫn hướng hướng dẫn mình? Khi truyền thiền về tối điều đó cũng biết, cái này không nói được. Ai mà truyền thiền ở đây hoặc là mà trước một hai ngày được truyền thiền, cái công đức nó sáng nó khác, còn công đức là u tối thì nó thấy gì ở đây nha. Mà đại nhất cái nên đó, tất cả những vị truyền thiền trong vòng 3 ngày đi, chúng ta sẽ có những cái công đức tốt xấu nó hiện ra từng chân của mình vậy đó. Nhưng mà nên nhớ là cái đó là cũng nhắc nhở mình đó, nên làm sao mà cho nó ổn định cái công đức này. Từ khi truyền thiền mình phải cố gắng cho ổn định cái công đức này, một lần không phải dễ đâu. Mà nếu kỳ này không được, mình giờ mình mất đi rồi, cái thiện tâm này nó còn nữa, mình chưa trở về Phật giáo vô còn tạo rồi, giờ con cần thiện tâm nó còn không biết nữa không, thành mất luôn rồi, phải đợi làm sao mà không sao rồi nó hơn đó. Bây giờ nó phổ biến tại nước Việt rồi, mấy người Philippines thì sao họ biết, Thái Lan thì sao họ biết, nó mình phục hơn ở cái chỗ này thôi. Thành ra mình bảo nó rất hiền hữu thì cố gắng chỗ hiền hữu này, cố gắng bán cho nó. Là câu hỏi tiếp theo là trong tập thiền ký thầy đã công bố được 80%, vậy cái 40% còn lại nó có nói về Phật đường, về Phật giới hay không ạ? Không, 40% nó nói gì khác, nó nói gì trên thực tế. Mà tôi nói thì sẽ chỉ 40% thì tôi không nói, nó có cái gì vô là vì tôi sẽ biết có số người sẽ đến đây. Nếu mà tôi nói ra hết, tôi hỏi cái họ biết là họ học tới tôi, họ trả lời được tôi sao đây? Có nghĩa là tôi nói gì họ biết đây. Thành ra là sao thì nghĩa như tôi thua rồi. Tôi hỏi cái gì họ nói, 40% này là cái chiêu để tôi lấy lại, tôi để đối phó với những người này, chứ không có lại vậy. Chừng nào ấy thì đào mã tôi lên lấy 40%. Câu hỏi này của ông Nguyễn Quang ở Cà Mau hỏi: trước khi mà có con người á thì thánh Phật nương vào đâu để hình thành ra một con người? Cái này hỏi là chưa đọc hết sách. Ta nói cái vô thủy vô tung là cái gì, phải hiểu cái chỗ vô thủy vô tung với này. Càn khôn vũ trụ này là vô thủy vô tung,
tánh Phật kim thân Phật là vô thủy vô chung, con người là cũng là vô thủy vô chung. Nhưng mà bây giờ ông giải thích cái con người như thế này nè, hỏi ông cái con người cấu tạo bằng cái gì? Cấu tạo bằng tứ đại. Tánh con người cấu tạo bằng cái gì? Cấu tạo bằng điện từ âm dương. Khi tứ điện từ âm dương quay nó phát ra 16 thứ tánh người, thì hỏi vậy chứ cái ban đầu của tánh người là con người là cái gì? Là đất nước cho lửa. Đất nước cho lửa nó thành con người. Vậy hỏi cái đất nước cho lửa này là như thế nào? Đức Phật là vô thủy vô chung, có nghĩa trong càn khôn vũ trụ này có hành tinh nước, hành tinh đất, hành tinh đá, hành tinh lửa, hành tinh muối, hành tinh không khí, hành tinh điện từ âm dương. Nó là vô thủy vô chung từ cái gốc nó. Cũng như cái đất này nó gọn, cái đất này đất nó là vậy. Cây nó ăn đất thì nó nên cái cây, con người ăn đất nên con người, người chết thì cũng trở về đất chứ chạy đâu. Thành ra hỏi cái này gọi là phải hiểu nguyên tắc đó là con người tứ đại vô thủy vô chung, con người là quyển có tánh Phật, tánh người cũng vậy, tánh người cũng là quyển có, tánh người là do điện từ âm dương nó cuốn hút lại, nó trở thành tánh người, nó phát ra tánh người. Giống như cái dynamo nó phát điện nó mới thành thành bóng đèn, hay là điện này như kia. Cái sự thật bóng đèn nó không thật, điện không thật, nhưng mà cái thật là cái gì? Là hai cái loại 500 á, mà 500 cái gốc nó từ đâu? Nó nằm đất, nó nằm từ đất nó đi ra. Đó phải hiểu cái này, thành ra trong đồng nghiệp ý thì mười cái sách là phải hiểu nó là. Bởi vì tại sao trong kinh Thuyết Hoa đó là tướng thế gian thường còn là cái gì? Là tứ đại của thế gian nó thường còn, chứ cái tánh cái người nó không phải có trường tồn. Nó phải đó nè. Rồi trong Phật giới cái gì trường tồn? Là điển từ quang, nó là chân như. Thấy nghe nói biết là chân như. Đó, mình mới hiểu cái vậy. Chân như đó là gì? Chân như là vô thủy vô chung. Đất cũng vậy, con người đất cũng vô thủy vô chung, con trầu con nuôi nó là tự nhiên như vậy. Mà sở dĩ con người mình có ra đây là để nó sinh hóa theo nhân quả luân hồi, nó mới có con người. Ai là muốn sinh ra con người, họ muốn là con người nè. Nhưng mà tại cái nhân quả anh xấu quá thì phải sinh ra xấu. Cái nhân quả anh vô đầu tiên là dương thì phải người nam, không có cách người nữ nữa. Nếu nhân quả anh mà vô đây là âm thì thành ra người nữ, chứ không có cách nào nên là nam được. Đó là cái này, cái định định luật nhân quả luân hồi trong cái đất này. Còn càng không vũ trụ Phật giới vô thủy vô chung gồm địa từ quang và tánh Phật, còn bên thành thế giới vật lý là đất nước gió lửa và điện từ. Bởi vì nó quay, nó tác động, nó có thành người và nó thành thành con người. Bây giờ tôi nói xin lỗi người ngồi đây, nó lén nhé, lén nhé nhiều người mình chết mình sợ đó, nó trở về nguyên tắc đó, đó là tương vô thì đó là gọi là vì thế mà trong cái diệu pháp liên qua đó là cái thường còn tướng thế gian thường còn ở chỗ này. Đó là này. À, hỏi từ đó quan có đồng ý không? Đồng ý thì hỏi tiếp. Hôm qua và tiếp, tánh Phật thì rất khôn ngoan, hằng biết, nhưng mà tại sao là phải hỏi ông Phật để cách tạo ra công đức? Cái này đợi 2 tháng nữa thì tùy có nói rõ cái này trong đại nam trong phần tiền bạc. Lý do tại sao tánh Phật đã từng ngự với ông Phật, giờ ngự với kim thân Phật khi dễ từ đó sơ lên. Cái tánh Phật hỏi kim thân Phật chứ bây giờ con người nó tạo bằng cái gì? Ông ra đất nước do lửa, hỏi cho tánh người bằng cái gì? Những từ âm dương. Tánh Phật hỏi chứ đất nước do lửa nó mầm, nó khôn mà cái tánh Phật được nó ra tạm biết vô đó đi rồi, mà nó đi biết. Rồi hỏi vậy chứ điện từ âm dương nó phát ra cái gì? Tông để tôi thấy tôi thanh tịnh, vô đó thì mang cái tánh người là biết. Hỏi chứ sao
ông kể cho tôi nghe, nó có một căn nhà nó không chịu, nó đòi 100 căn, mà thấy nó ở có một căn là nó không chịu, tính kế cái người như vậy đó, tiền bạc nó cả tủ mà nó còn không chịu ưa, nó không biết tiền đó còn đi kiếm người ta, cho tính người nó kỳ cục vậy. Thì tất cả cái sao tôi cho tôi trị tất người thứ rồi tôi trị nó ở vô đi mang đi rồi biết mang đi tất người sẽ biết đó, giờ đây đây được ai thì mang tất người trị nổi trị nổi. Bây giờ công bố quyền ký ra giữ gì mà các ông chịu về cùng với nhà cái cửa cái xe là không chạy về, muốn giải thoát là giải thoát cái này này, phải bỏ cái này này, nó tánh tánh người nó vậy đó. Bây giờ này về hỏi bây giờ ông Phật nói cái tánh người nó kỳ lắm, mới kỳ sao nó không tin. Tới giờ một chi thân Phật đang ở trong này biết rồi đi ra nói cho tánh Phật ở kia nó là không sợ, nó từ trường tưởng gì đất nước như là thú trị nó như trời ở vô đi nó tự đại nó có cái họ vào khó có giết nó đó rồi mai mốt những cái biểu sát thì tôi nói hết cái chuyện này cho nghe rồi đâu mai mốt mà đọc cái quyền ký khi mà tôi nói là sao cùng cái quyền quyền ký rồi thì anh thấy nó khủng khiếp lắm chứ không phải rồi bây giờ bởi vậy có nhiều người bởi vậy đó mấy ông thầy về tới về đạt hơi lại được tranh luận thế ông lại đây tôi muốn câu một câu nào thế vậy không còn không cần luôn tôi không cần đưa cái chiều thứ hai tôi đánh nào một câu nào mà là ông đã chết rồi tâm tôi nói thiệt chuyện này tôi nói thiệt tôi móc họng mấy ông thầy mấy chục năm tôi biết hết chứ đâu đấy không có nào phát được ở đây đâu còn thầy nào không nào giỏi nói này nói đây đó cho nên nhà tôi dám kêu bố rồi cho hỏi tự do rồi đây tôi bây giờ tại sao 40% tôi nói là tôi để tôi trị mấy ông thầy lên khi thời gian mà không có mất pháp môn thiền tông tu hành á mà một người có sẵn công đức rồi muốn trở về một giới có về được không? Bây giờ nói cái câu chuyện này thì khi tôi nói chuyện kiểu A Di Đà, khi mà ông Di Đà ông kiểm thiền cho người này hết tuổi thọ về trái đất để mà tu thiền tông thì ông A Di Đà ông cản lại, ông hỏi chứ sao về giờ lại không cho con về dưới. Trời ơi, 2000 năm nữa mày con xuống dưới con ở là 2000 đời con ở đâu không? Ráng ở đây đi, như lại nuôi cho con ở đây từ nào gần đi, quyền ký con bố ra được xuống dưới đúng thời đúng tiết mới vô được. Chứ bây giờ xuống dưới đâu có ai dạy cái này rồi làm gì được, không đó rồi tạo nhân quả tiếp nữa, rồi có biết đi lên trên cõi trời này không? Ôi anh già nha, hay con đi đâu nữa? Cái này nó khó là gì? Khi nào mà thời tiết nhân duyên, khi nào mà cái quyền ký không bố ra thì những người A Di Đà ngộ cái bằng ngộ đạo trên cõi là thì Đức Phật A Di Đà phải giữ lại hết để chi để khi nào ấy quyền ký trong bố ra thì nó cho xuống đây mà nó chặn đầu á, nó chặn đầu trước 20 năm có nghĩa là gì? Trước 20 năm rồi đợi tới khi mình 40 tuổi gì đó thì mới chặn cái này mới tu được chứ đi đợi trước là không có được. Cái câu này nó liên quan đến cái chỗ mà tất cả những người ở độ đạo ở cõi A Di Đà phải ở lại hết đợi chứ khi nào quyền ký công bố ra thì mới cho xuống A Di Đà cho xuống. Giờ hỏi lúc trước thầy có nói về cái công thức đường trở về Phật giới mà thầy chỉ hé mở thôi. Hôm nay xin thầy có thể nói rõ thêm hơn để cho chúng con hiểu. Con xin cảm ơn. Xin thầy hồi nãy con nói rõ rồi, nhưng mà nên nhớ rồi nha. Tôi nói đây á, cái người nào hỏi 100 người đây chứ chưa chắc gì nhà nhớ hết rồi. Cái người nào mà được chứng Phật chấp nhận thì mới nhớ, không chấp nhận thì quên luôn. Tôi nói thật. Tôi đã từng có nhiều cái tôi đã thử rồi, tôi đã nói trước chứ một gì sau không nhiều là chỉ dẫn mà không có chấp nhận cái này tự nhiên là không hiểu rồi nào nó không được mà học là thôi. Và cái này khi công bố quyền ký ra mới được quyền nói cái này
chứ không phải mà các chuyện đề là vì mong vô đều tạo công đức cho nhiều mình về thì không cần cái này. Nhưng mà bây giờ công bố vị trí ra thì ta mới nói dụ cái vụ hoa tiêu, cái ngày xưa với ai cái này nói hoa tiêu đâu, có hoa tiêu mà nói hoa tiêu mà không đúng tự tiết của người ta không biết đâu được ra đó, phải hiểu cái chỗ đó giờ phải chứ. Câu hỏi này của ông Nguyễn Văn Trường ở Cần Duộc, Long An. Thưa thầy, theo con hiểu cốt tủy của thiền tông là thoát ra quy luật âm dương để trở về Phật giới. Vậy tại sao có người nói chỉ cần sống bằng tấm Phật tức kiếm tánh là đã giải thoát rồi, không cần làm gì nữa? Thế giờ mình phải hiểu chuyện giải thoát chứ trở về Phật giới nó khác. Có người bởi vì cái chuyện này là bà La Hán á, ổng không hiểu, ổng tưởng là ổng tu thanh tịnh làm giải thoát, thì giải thoát đúng rồi, nhưng mà giải thoát còn tại chỗ, tại chỗ giải thoát tầm tại chỗ, không thoát trở về Phật giới được. Muốn trở về Phật giới bằng phải có công đức mới về được. Cũng như bây giờ này mình ở ở khu phố nào đó, hồi đầu á mình cũng đi ta bà trong khu phố vậy, bây giờ mình biết là mình không có ta bà nữa, nhưng mà mình có rời thì phải ta bà khu phố, mình cũng giải thoát trong khu phố nhưng mà mình không nhiều gì nữa, là giải thoát với mấy cái người kế bên mình á, chứ mình cũng ở trong khu phố chứ mình chạy đâu đó. Phải hiểu cái chỗ này, thành ra há tưởng đâu đâu ông tin được cái thân này ông giải thoát, không có giải thoát được vì cái quy luật nhân quả không hiểu. Mà khi nào mà bây giờ ông anh án là ông tu cái gì, ông tiểu thừa, ông tu 15 năm đầu cũng được dạy, còn lúc còn dạy những cái năm sau cùng không hiểu. Thì vì thế mà những người mà tu tiểu thừa chửi cái tiền tâm này là cái lý do, là có ngoài cái lúc của người ta, ta chửi không. Nhưng mà tại sao người ta chửi là vì người ta chấp kiến tánh chấp ngã, có nghĩa là ta tưởng là tôi học tiến sĩ là người ta giỏi. Ai vậy ông học tiến sĩ là gọi là tên là học thức, chứ đâu phải là chừng nào mà ông hiểu bằng cái tánh Phật á, rồi là cái nên ta nói rồi cái tánh vô sư trí á thì mới hiểu thiền tông này được. Còn nếu mà tánh học thức hoàn toàn không hiểu này, thành ra 10 người tiến sĩ hoặc là tu cao cỡ nào chửi cái này, 10 ông chửi luôn 10 ông, tại vì ta không hiểu. Ta tưởng cái học thức này ta là giỏi, nhưng mà sự thật cái học thức này nó không xài trong cái thế giới kêu bằng của thiền tâm được. Thiền tâm anh không cần, mà anh chỉ cần kiến tánh, có nghĩa là thấy bằng tánh phẩm của anh thì vô sự trí giải hết, kể cả hòa thượng hay là gì cũng mất hết, hòa thượng thượng tọa tiến sĩ cử nhân vô giải hết. Cái này cũng học thức không xài ra cái này, là thiền tâm có chỗ này, đặc biệt cái chỗ này. Vậy mà hiểu, có hiểu cái này tại sao thiền tâm, thiền tâm nó phá được cái kia, là tại vì cái này nó nói thật, còn mấy cái kia nó nói trong cái học hỏi là nó làm trong cơ quả, thì do có học cỡ nào không có thôi vậy. Mới hiểu cái chỗ này, thì vì thế mà thiền tâm mới dám cho người ta hỏi chỗ này nè. Bây giờ tôi cho anh có 10 cái bằng tiến sĩ mà lại đây hỏi anh không hiểu. Anh hỏi trong vật lý sao cái trong sao có đây. Bây giờ trong thiền sử, thiền sử Trung Hoa cái câu chuyện đường tổ của Huệ Năng, ông không có học gì đâu, không tu nè mà công học không có dễ, nhưng mà ông nghe kinh không biết. Còn mấy ông kia Tường Giáo Tổ Sư hoặc năm này thật kia hỏi ông biết gì đâu, nó mới căn cứ vào cái này. Nên căn cứ vào này để là thiền tâm nó phát triển là được, căn cứ vào luật tổ Huệ Năng thì thiền tâm này nó có chân đứng. Còn học mong luật tổ Huệ Năng không giúp, không biết một chữ mà người ta còn ngộ định thì còn ngộ đạo, nói gì ta đã làm được. Có giống như mình đã hiểu thiền tâm rồi, chúng tôi hỏi anh học cỡ nào mà tôi cần biết, nhưng mà tôi hỏi anh là mình cứ học ôi anh đã làm theo cái học hỏi anh thì không đúng với thiền tâm. Bởi vì cái đường tổ Huệ Năng nó chứng minh của cái thiền tâm, mình mới đem ra mình mới giải thích cho người ta được.
Rồi, hỏi tiếp đi. Hiện tại khoa học đã phát minh được nhiều dải ngân hà. Vậy tại sao cho tới bây giờ khoa học vẫn chưa tìm thấy năm trái đất còn lại trong tam giới? Bây giờ mình hồi xưa đó Phật không đo bằng dây số, mà ông nói là từ cái trái đất này qua cái đất kia nó bằng cái hành tinh. Ví dụ từ trái đất này mới đến cõi A Di Đà đó là 84.000 ức cõi, có nghĩa là 84.000 tỷ trái đất, cái hành tinh á, điểm đi. Chứ ngân hà chưa tới tỷ rồi đó. Mà khi nó 84.000 tỷ mà nó đã có một cái, có một chồng bò não đó là gì? Còn bây giờ tôi nói là tại sao mà khi nào mà trái đất này mà mất, mà khi nó hình thành lại các thế giới kia nó đến được, nó có cái lý do của nó. Khi nào mà trái đất này mất mà hình thành nó lại, có sự sống nào mà trái đất bên kia nó cũng chuẩn bị tan rã, thì người ta chuẩn bị dùng cái đĩa bay phi thuyền nó bay vừa thoát đi ra, thì mấy ông trời tứ thiên dương phụ trách phía bắc phía nam cũng hết, ông sử dụng cái thuật điện từ âm ma nó hút và hút dài hút trở giúp á, thì mới đi kịp tới về bên đó. Còn nếu không có mấy ông cao trời tứ thiên dương này còn lâu, mình bây giờ tới đất này mà chết mà muốn bay ra ngoài bay không kịp đâu, không kịp thì không đổ đâu. Nhưng mà khi mà tới cái tuổi đó thì trời thiên dương có cái thuật điều khiển điện từ âm ha, cho nó hút ra khỏi cái này, nó còn thay vì đi bằng cái tốc độ ánh sáng thì nó cho đi bằng cái tốc độ điện từ, không còn âm thanh và ánh sáng nữa. Điện từ ánh sáng vẫn còn chậm hơn, phải đi bằng tốc độ của điện từ thì mới cứu được. Thì tất nhiên là từ trái đất này bay qua cái trái đất kia 10 năm mà đi bằng tốc độ điện từ. Thì bây giờ tôi hỏi chứ bây giờ là sao này, dẫn đò tinh thần thì khoa học cũng vậy, nó đi bằng cái tốc độ của âm thanh thôi. Dĩa bay là phi thuyền đi bằng tốc độ âm thanh thôi, nó hoàn toàn không cách nào hơn. Con đi nổi bằng tốc độ ánh sáng thì làm sao đi kịp được đó. Mình phải hiểu nguyên tắc này, phải có trời tứ thiên dương trợ giúp mới đi được, còn không trợ giúp không chạy qua khỏi. Ở đây có từ trường, vậy con người có từ trường không? Có chứ, mình ai làm có. Để vậy là bây giờ căn cứ vào cái nhịp tim á, một phút nó là 80 cái bóp của ấy, đó là từ trường. Nhưng mà cái đó bây giờ nó không thể đo bằng cái quên đâu, và bây giờ nó đo con người đo bằng micro ôm, có nghĩa là nó nhỏ bằng 1.000 người cái quên vậy đó. Chứ mình phải hiểu cái này, khoa học nó chứng minh cái này. Thế mà nó tính là con người trái tim mà nó đọc micro ôm, chứ mà micro ôm á, thế thì nó rất nhỏ. Mình ở đây dễ này 220 cái cục pin này còn một bên rưỡi nha, mà nó có 1/1000 của cái đấy thôi, nó rất nhỏ. Thì nó mới tạo, nó bảo đảm cái này. Nếu mà nó lớn quá thì cái điện từ âm dương ở trong cái đầu mình chịu nổi. Đó, bây giờ điện từ mình lớn chút quá là mình bước liền. Ép cái thành thật mình đã làm chịu nổi được cái điện. Rồi, phải tin. Chư Phật có từ trường không? Và chư Phật giao tiếp với nhân làm gì? Chư Phật cây sải được sử dụng bằng điện từ quá, nó không có từ trường mà nó không có độ rung. Bây giờ điện từ quang là ta rung, còn bên ở đây là điện từ âm dương cú hút. Vì đó cái đất này sớm hút có sinh hóa được. Nó còn mình phải hiểu tại sao ở đây người ta hơn thua, có nam có nữ, có được có cái là do cái điện từ âm dương nó tạo ra. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Giờ phải đi. Câu 6. Con nghe thầy dạy trên mạng,
công thức về Phật giới quan trọng nhất là có điểm sáng dẫn mình về và mình phải thử 3 lần. Con nghe nhưng chưa rõ lắm, kính xin thầy dạy chi tiết cho con. Xin cảm ơn. Cái câu này thì cái gì đó là phải cái đường truyền thì có nghe và dặn dò ta bổ túc cho, chứ còn không nói nghe cũng được, nói nghe con không hiểu gì đâu. Cái người phải được truyền thiền đứng bên đây, người đó đứng ra không phải mà phải kinh nghiệm rồi tôi đã từng thấy gì rồi thì chỉ biết cho, chứ còn này chưa làm được thì không có trả lời được cái này. Giống như mình đi học lớp 12 rồi đó nha, rồi còn thiếu sót gì mình hỏi thầy chỉ cho, chứ mới lên lớp 1 mà đòi họ hỏi cái lớp 12 thì sao được, thì ai chỉ cho lớp. Thưa quý Phật tử, thì hiện tại còn khoảng 40 câu hỏi nữa, nhưng mà thời lượng nó cũng sắp hết, thì chắc 40 câu này sẽ chuyển qua chương trình tuần sau để mà trả lời tiếp. Dạ, còn hôm nay chắc buổi diễn đạo sẽ còn 40 câu nữa. Vậy thì không biết là có quý vị tử nào muốn hỏi trực tiếp nữa không? Mình khoảng 15 phút nữa. Còn thôi thì tôi sẽ đọc. Nhiều người ngày nay á, không tu gì cả mà lại thành tựu cả hai căn tay và mắt. Thì người tu thiền tâm nhờ thành tựu này mà họ thấy rất rõ ràng sự cuốn hút dữ dội của điện từ âm dương. Cho hỏi như vậy là có phải hay không? Nó không phải, coi chừng là phải từ ông Phật được từ cái xài đó. Nó mà nói bởi cái này nó phải đọc hết quyển sách người ta giải thích rồi mới hỏi con này được. Hỏi con này coi chừng mà chừng trả lời nó không có chính xác đâu. Nhưng cái hợp vị nào mà hỏi cái này phải đọc rất kỹ nha, rồi thắc mắc hỏi trong đó, rồi con này hỏi nó tổng quá không có giải thích được dài đâu, bỏ câu hỏi đó đi qua câu hỏi khác. Dạ. trong chuyện Tây Du Ký có tác giả Ngô Thường có nói về Dương Quốc nữ giới, thì xin tác giả giải thích rõ về cái ý nghĩa của cái Dương Quốc nữ giới này. Trong chuyện Tây Du Ký có nói về cái Dương Quốc nữ giới. Thôi cái này ta làm chuyện ta nói ta thôi kệ bỏ đi, cái đó nó không quan liên quan tới cái vấn đề thiền tâm đó. Cái đó thì nó nói là chuyện để thỏa mãn cái lòng hiếu kỳ của người thôi, là nó nói là cái dùng đó bị âm nhiều quá chứ không có mẹ gì đó nha, nó bị âm nhiều thì nữ không, cái dùng có làm nam không là dương nhiều có vậy đâu, do con quan liên đi về nhé sư quan thôi. Nếu biết được công thức giải thoát thì người tu theo thiền tâm có thể nhận ra trung tâm dẫn hành luân hồi ở đâu hay không ạ? Không, cái này phải Phật dẫn đi mới được. Trung tâm dẫn hành có cái khả năng mình không có mở được. Khi nào Phật nhãn mở mới hiểu được cái này. Mà bởi vì Phật dẫn mình đi đã có biết đường. Giống như mình ở Việt Nam rồi đó, mình chưa từng đi Mỹ, đưa visa đi Mỹ mà không đi được đâu, phải có người dẫn đi. Còn bây giờ ở đây mình đã rồi nghe nói Mỹ đi ra biết đi điều nào, phải có người dẫn đi, dẫn lên máy bay rồi xuống máy bay điều trị nha. Còn cái này cũng vậy, khi Phật giáo đã mở ra mới hiểu, mà Phật giáo mình lúc nào mở nó phải về trung tâm dẫn hành luân hồi mới mở được, thì lúc đó tôi biết vì thế mà chưa mở bộ phận phải dẫn đi. Còn dẫn đi giống như đó, xin lỗi vậy thì thành ra nó là giống như mình mù quá, cái mù về biết được rồi đi, mở mắt còn chưa đi được á, thành ra khi Phật giảng mở ra nó hiểu được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, con thấy trong chùa có ghi hai chữ ta cô, vậy không biết là ý nghĩa của hai chữ ta cô này là gì? Vô tu vô chấn vô đắc vô câu lượng bàn rồi ba cái đó là kinh chép kinh ca đã nói rằng vô tu vô chấn vô đắc thì không là rồi nói đi. Xin bà nói
Rồi câu tiếp theo là Đức Phật chỏ ngón tay chỉ dạy những gì người tu thiền tâm cần phải biết và sống như thế nào. Đức Phật chỏ ngón tay chỉ dạy những gì? Đưa tay. Đức Phật đưa tay là thiên thượng hay thiên hạ chi ngã đều không, trên trời dưới trời chân ngã là số một, là số một, là cái đó gì, là cái tánh Phật này đó, không có cái gì hơn cái này hết. Rồi là thế mình biết rồi nha. Đi tu nhất tự thiền là chỉ dùng một chữ, đồng thời cũng không sử dụng một chữ, cho hỏi có phải như vậy hay không? Tu nhất tự thiền sử dụng chữ là khi nào bây giờ ra trái đất, ra trái đất mà ra không được là thần kéo lại nó kêu tu, không? Bởi vì nó phải thoát ra đây, ra ngoài trái đất ông thần mới giữ mình trong trái đất. Nhất tự thiền là giữ để thoát ra ngoài trái đất. Nó phải sử dụng tại cửa đó thôi. Rồi hỏi đến người tu thiền tâm bất luận theo phương cách gì, nếu tạo công đức trong sáng thì sớm muộn gì cũng được về Phật giới. Như vậy con hiểu như vậy là có đúng hay không? Người tu thiền tâm bất luận là tu theo phương cách nào, nếu tạo công đức trong sáng thì sớm muộn gì cũng được về Phật giới. Như vậy có đúng hay không? Tạo công đức thì nhiều cách tạo, nghĩa là sao có công đức thôi. Mà muốn về Phật giới thì phải ba cái trưởng này, phải ham muốn nè, công đức nhiều nè, và có Phật, có Phật chỉ về, điều gì mà ta gọi là công đức đó. Đó, phải hiểu cái nguyên tắc này. Rồi, hỏi tiếp. Dạ. Tại sao trong sách có nói thiền tâm chỉ thích hợp cho những cư sĩ tu? Cái câu này thì nói rất lòng thật, là tôi nói luôn nè. Bây giờ tôi hỏi nhé, ví dụ cái ông A đó, ông tu, ông các cái chùa ông tu cái gì? Ông hoàn toàn đi lấy tiền của người ta, không biết là sao, có tu vô đâu, có tu gì, ông lẽ ông còn mỏ, ông là thành Phật. Vì thế mà tôi nói thật là thiền tâm ra đời để nó nói chuyện này. Cái người cư sĩ á, thì dễ tu thành Phật hơn. Còn hồi ông thầy tôi nói xin lỗi nha, ông không đọc tu thành Phật đâu. Ông thầy thì cắt chùa ra để đi kiếm tiền mình làm sao thành. Nó mình nên nhớ là nói sâu là không được. Nhưng mà này, tôi nói là tất cả những người vị thầy cắt cái chùa ra là để tôi quay lên đâu đó thầy cắt tiền kia đâu. Nhưng mà tiền, nếu tiền mà ông bỏ ra thì được. Nhưng mà đâu phải tiền ông bỏ ra. Ông cũng quên đồng điều chứ được sao. Cái đó là cái kết quả. Tiền ông nói là nói chỗ này nè. Bây giờ cái người tại sao bây giờ đó, tại sao mà thiền tâm là cái người cư sĩ là tu nhiều mà còn mấy người kia không có? Tại vì người ta ta chống đối cái này, người ta mới có. Còn ở đây nè, những người này ta muốn thật sự muốn giải thoát, người ta mới tìm cái thiền tâm nha. Cái thiền tâm mà nói luôn bước mà không phải tới đâu. Thì bây giờ mình nói thẳng ra nè, anh cắt cái chùa, anh bỏ tiền ra, anh tự cắt rồi anh dạy người ta để tốt này có còn được. Còn các cái chùa để lấy tiền của người ta thì hoàn toàn không. Nó tự nhiên nhân quả mà nhân quả là tụng nó. Nên chúng ta phải hiểu là tại sao nếu mà trước khi có người ông cao thầy nào đến hỏi tu sẽ hỏi câu này làm gì? Nếu thầy cắt cái chùa, thầy biết giải thoát không? Biết giải thoát thì thầy mới dạy ta. Thì thầy có công đức á. Còn thầy không biết là sao? Rồi tự thầy đã là tụng đã là nó đi về đi xong rồi chỗ này là chỗ nắp rốt đó nha. Mà sợ gì này tôi không nói ai, mà tôi nói là các chùa tự mình bỏ tiền ra dạy dạy có con công đức mới về Phật giới được. Còn các chùa không biết công đức gì không kể gì được cầu hết. Rồi dạ anh ạ. Con muốn mất thời gian thầy như anh chỉ hỏi một câu. Người tu thiền tâm đã được trì thiền như mấy bác đã già thì cũng đã trì thiền rồi. Nhưng bây giờ thì không có điều kiện nào để tạo công đức. Vì già chỉ có con tu thôi. Giờ chỉ biết tính bản thân người, rồi chỉ biết tạo có công đức thì không biết. Nhưng mà biết học hết, ví dụ như là cái lời dặn dò
được cái ham muốn thì những người đó chắc chắn là đạo hết rồi, nhưng mà bây giờ không có thể làm công đức được. Vậy con hỏi bác đó, những người đó khi mất cái thân này có được về Phật giới hay không? Dạ thì mình nói tạo công đức chúng cho năm tại chỗ tạo cũng được, chứ đừng có nói chuyện gọi đi. Cái người mà đi được mà tạo thì dễ, mà tại mình muốn tạo nằm tại chỗ vẫn tạo cũng được. Đặt là sao? Kiếm mấy cái máy để này đứa nào thời gian này về nghe nhạc này hay lắm. Nó nghe nó chịu là cái ông nằm nó có công đức á, chứ đâu phải gì đi mà đâu phải có cái gì. Còn bây giờ mình đi được, còn mình đi cái nói chuyện là bao không, mình đâu có công đức. Thế ngồi tại chỗ ai lợi tâm rồi, mình tao có máy mày nghe mày thăm tao tao cảm ơn, nhưng mà nghe cái này để chi mày hiểu tao có công đức chứ không phải luôn. Không kêu không mê không nhào vô làm có đi, đâu cần gì thế. Đâu phải đi dịch thì phải đi cho được cuốn sách này đi, nào có cần. Có nghĩa là mình muốn tạo nó là do mình quyết chí là không. Còn tôi nói rằng là nó thôi là tôi có tiền có sách bây giờ đây này, đây là cho mình cứ lấy một người cố đi, đi hết xóm đi cho bộ làm ơn đọc hết cái này tôi thấy hay lắm nè, rồi báo cáo cho tôi biết mấy người lớn tuổi cái đọc nó chứ là lời chú ơi hay quá thì cái này đọc đấy là chắc chắn một công đức. Không, ý con nói là cái người tạo công đức thì con không nói, những người những đặt vấn đề là những người đó không thể nào tạo công đức gì, chỉ có biết tu thiền tông nói là chắc từng tạo công đức. Nhưng mà ta lớn tuổi rồi thì nó không cho sách cho dở, nhưng mà ta chỉ cố gắng tu thiền tông, mà ta cố gắng cũng ham muốn được, nhưng mà tới cái ngày đó thì có được về hay không ví dụ cho người ta biết cho nó dễ. Ta nói không có tu gì hết trơn, tu thiền tâm bây giờ biết cái này rồi, đọc sách không nổi lấy cái máy làm nghe, làm nghe ai tới thì kêu ta nghe phụ với mình. Thế ta tôi xin lỗi ông đọc nó chừng một tháng kiếm chừng 10 người chẳng có đủ 10 rồi không hiểu thì mới về về con kế thì đâu ta mệt nó ta về ta khỏi cả tụi bay khỏi đưa ra không có rước ông thầy nào phụ tao nữa. Nó vậy thì ổng là gian ngã để ta biết rồi khỏi cần đi khỏi cần đến đi chuyện gì luôn đó là có coi bởi vì dù muốn không là khi mà ta truyền tiền công khai rồi tìm cái dĩa mà truyền tiền công khai cho ông nghe trong cái gì hiểu được cái gì đúng gì sai chẳng coi trong đó tự không đi được đó là áp dụng vậy sẽ nghĩ mà truyền tiền công khai là gì là áp dụng cho ngữ người không đến tới chùa này đó thì cứ đừng có lo là do mình không muốn ý còn gì là những người chị này đã được truyền tiền rồi có lời dạy dò rồi cũng như coi như không hiểu hết, nhưng mà ý nó là không biết được không biết tạo công đức là cái gì đó là được gì hay không. Nó có thể là như vậy, dù những người già quá rồi dù như đâu có cho sách ai ví dụ như nó thì cho ai cũng thấy ý được ý hiểu là coi như là giống như là chưa có cần tạo công đức nó, nhưng mà người ta đã được tiền thì đã được lời dạy dò và cũng ham muốn, nhưng mà nó cái giới này khả năng nhiều còn giới hay không. Muốn tạo công đức là giúp người ta giác ngộ, mình tìm cách thôi chứ giờ hỏi đi cái đó. Hỏi là thì ta đâu biết giờ nếu không hiểu cái này thì đừng có nói chuyện ta nói cái thiền tâm đi. Đã hiểu cái này thì mới nói tới chuyện thiền tâm. Bây giờ nói tới cái giới là tạo công đức thì ta mới chỉ cách tạo. Còn nếu mà thấy cái này mà chưa thấy không thì cũng không tạo công đức đi. Cái công đức là cái giai thứ hai rồi. Thiền tâm nó sợ rồi mà còn anh là ta tạo công đức. Có nghĩa là bây giờ muốn người tạo đức là ta hiểu thiền tâm và mới tạo công đức được. Ý con là xin phép thầy cho các bạn là như thế này nè, giống như là ta sợ công, giống như giờ nó đơn giản đây cho vấn đề hiểu rồi, giống như sợ công đức bôi đen người ta không dám làm công đức này vì ta phải làm mà không được là nó bôi đen, là cho nó cố công tu thì không cho là không tu cũng là tu gì, nhưng có con theo dõi có môn thiền tâm và hiểu được có môn thiền tâm đồng thời là đã được truyền thiền rồi và đã biết cái dặn dò rồi, nhưng cố công chỉ vậy thì không dám đi mà nói cho người khác nghe, sợ người ta chê ai thì cái công đức nó bôi đen. À, như vậy những người đó khi sau khi này mất tâm có được về hay không, biết là họ là như vậy thì không cần phải tạo công đức nữa. Cái bôi đen là công đức tranh giành nó mới là bôi đen, còn công đức mình tạo bằng cái gì nó cũng sáng. Chửi có công đức mà còn sáng là gì thế giới. Công đức của nghe là công đức tranh giành, có nghĩa là cái người này là của ai được, của người kia anh trả lời anh giành,
đó là cái công đức Bồ Đề có đó, cái Bồ Đề này là công đức tranh giành. Còn cái người mà bằng phương tiện gì có công đức cũng sao đừng có tranh giành cái này, và là tranh giành là chắc ngã, chỉ có ta nói cho người đó nghe, chừng cho đó hiểu đó. Còn giờ anh nằm tại chỗ ai lại cũng nói vậy đâu, giờ anh chừng ai đâu, nói người ta tới mình mời người ta nghe, người ta nghe hiểu, người ta cũng ta hiểu có công đức luôn đó, cái đó là rất trong sáng nha. Còn còn muốn về không nghe cho rõ ràng cái lời dặn dò thì cố gắng gì đâu, giờ mà mình cái duyên của mình còn đang nằm rồi thì làm sao mai phước mà gặp được cái này, thì cố gắng tìm cách tạo cái nước tôi. Nhưng mà giờ tôi còn một tháng nữa tôi chết thì cứ nếu ráng đi kiếm ra 10 người mà hiểu cái này đó thì về mà thấy được, chứ còn nằm nó 10 năm rồi đi đường đạt nó không thấy được mỏi mất không. Tao không hiểu rõ kết thúc bằng quá. Cái câu này ý là hỏi là nếu mà con không có tạo được công đức thức, người ta già rồi không tạo công đức thức, thì chỗ này tôi xin tạm lời đại nhân với chỗ này, một người mà muốn giải thoát thứ nhất là phải có lòng mong mỏi giải thoát một cách mãnh liệt, thứ hai là phải tạo công đức ít nhiều phải có công đức, không có công đức thì không bao giờ giải thoát được hết. Thứ ba là phải nắm cho những công đức giải thoát, không nắm những công đức giải thoát thì chắc chắn sắp sửa lâm chung sẽ bị dễ bị đi lạc. Ba cái điều kiện tiên quyết để mà trở về Phật giới, thứ nhất là phải lòng tham muốn mạnh liệt giải thoát, thứ hai là phải tạo công đức càng nhiều càng tốt, không có công đức chắc chắn không bao giờ giải thoát được. Thứ ba là phải nắm cho những công đức giải thoát và thuộc lòng công đức giải thoát để khi sắp sửa lâm chung mình không bị đi lạc. Đó là cái yếu mà hãy hỏi vậy phải vậy không? À. À, đây có một vị hỏi có những cái yếu vậy chứ. Khi mà một vị Phật mà đứng thân vào để dẫn Đức Phật về trung tâm vận hành luân hồi rồi, thì khi đó cái vị Phật đó đứng yên một chỗ hay là di chuyển cho Đức Phật thấy để rơi theo? Cái gì mà Phật ứng thân vào để dẫn tánh Phật vào trung tâm vận hành luân hồi đó, thì cái gì Phật đó đứng yên một chỗ hay là di chuyển để cho cái tánh Phật thấy để rơi theo? Bây giờ thí dụ một vị Phật mà muốn ứng thân là ta chỉ quan sát ở trong tờ giới quan sát ở đây ta nhìn thấy còn ta nhìn thấy, nhưng mà tại vì tại sao ta ứng thân được là ta sử dụng cái kêu bằng là tồn năng, có thể cái hình thấy người ta đã biến mình thành một cái con người, ta thấy đứng ở bên Phật giới á, nhưng mà được cái thân kêu thân ở bên Phật giới, nhưng cái con mắt mà thấy nhìn cái điểm này nó ta mới tụ lại thì cho nhìn thấy, bắt đầu trong lúc mình tìm tìm đó thì ta mới nhìn thấy ông A B C gì này, bên đây là ai, hồi đó là ai, để rồi ta nhìn thấy ta biết đó. Rồi ta nhìn thấy người đó biết rồi, rồi ta đi chứ đâu ta trở về. Đó là cái ứng thành, mình nói ứng thành cái sự thật. Bởi vì ta toàn năng mà ta làm nhiều được, một chút thấy của người ta hiện ra nguyên thân con người được mà. Cũng là cái thấy mà đó là cái điện từ quang, chứ không phải điện thần dương. Mình phải hiểu cái toàn năng của một vị Phật nó là vậy. Người ta bên đó ta nhìn cõi trời nào được, ta không tâm thiện, ta không tưởng đế hiểu cái gì cũng được, phải ta toàn năng. Rồi tới đây nhưng mà một vị Phật ta là chuyên tìm đến những cái hiện diện tính Phật ngày xưa mà vẫn chưa quá, và tìm ở sau này có ta mới được ta điểm mặt ta hiện về. Đó là toàn năng, nó là vậy. Phân tha thứ đó là không phải đứng đây đâu, mà từ cái tánh thấy á, thì người ta thấy cũng như mình ở đây, mình bây giờ mình toàn năng đi, mình có cái điện thoại á, ai cái người cái vỉ là cầm đó mình thấy chỗ nào mình muốn quay là chỗ đó nó nhìn thấy mình tới đó mình nói cái gì được. Bởi vì điện từ cái một con người văn minh cao quá thì cái pháp môn này mới nói ra được, chứ ngày xưa mà nói ra phân thân là không ai tin một Phật nó mua phân thân kiểu gì. Bây giờ mình nói khoa học càng cao rồi thì tâm dễ chỉ dụ ra,
thì ta mới hiểu là cái Phật dạy nó là phần thân ứng thân hóa thân, nó nằm ở trong cái và này cái tồn năng, bởi vì Phật muốn như thế nào thì tùy theo ông. Rồi hãy tiếp. Tánh Phật nhìn thấy vị Phật dẫn mình về trung tâm vận hành luân hồi thì dấu hiệu nào là đúng nhất, chuẩn nhất? Tức là dẫn về trung tâm vận hành luân hồi và cái dấu hiệu mà chuẩn nhất, đúng nhất thấy cái gì Phật này dẫn con đường về, dấu hiệu nào chuẩn nhất và đúng nhất? Bây giờ tôi nói thật đó là cái tại sao mà bây giờ nó dễ, trên thế giới này duy nhất chỉ có một nơi dẫn về thôi, mà không dám nói chùa cái kiểu này, nói từ nhiều người ta nói mình đồng tôn. Chứ sự thật đạo Phật mà muốn về một giới chỉ có chùa Tân Diệu mới dẫn về được thôi, còn không có chùa nào dẫn về được hết. Vì thế mà người ta ghét cái chùa này nè, tưởng là mình nói xạo. Bây giờ nếu xạo thì lại cho tôi nói cho nghe, bây giờ vì ký có bốn đông thì nhiều Phật tới đó thôi. Nhưng mà chưa đúng không? Chừng nào mà cái chùa Tân Diệu này mà nó khác lại thì nó sẽ bằng mùa thiền, nó sẽ chạy đi. Chạy đi mà hòa do một phần dạng cũng được, nó đang có nhiều đủ cũng xong rồi. Chứ ngày xưa mà chưa nói ra cái này không ai dám, không ai dám nói cái chùa này chạy nhiều vậy thì tốt. Nó phải nói cửa đây.